Hello, rồi xin chào tất cả các anh chị em. OK, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cái buổi tối ngày hôm nay. Rồi, à, hơi sẽ cho anh chị em tầm một phút để mình có thể là ổn định vị trí chỗ ngồi của mình, à, có thể bật camera, chuẩn bị giấy bút, chuẩn bị nước để chúng ta có thể là bắt đầu với buổi tối ngày hôm nay ha rồi yes rồi xin chào tất cả anh chị em ha rồi mọi người cũng đang bắt đầu vào đây thì bây giờ thì lần đầu tiên tôi xin chúc tất cả anh chị em đang uh, xem cái video này đang tham gia vào chương trình zoom này có một cái buổi tối trang đấy nó luôn rồi vô cùng tuyệt vời bao nhiêu trong số anh chị ở đây là ngày hôm nay mình có được một cái cục ngày đó một cái ngày vô cùng tuyệt vời thì có thể comment tôi được không ạ rồi bao nhiêu trong số anh chị là à ngày hôm nay mình sẽ ra một quyết định là mình sẽ học được rất nhiều những cái bài học mới để có thể nâng cao cái tư duy nâng cao cái trí tuệ của mình để mình có thể là phát triển được cái thành công của mình trong những ngày tiếp theo thì anh chị hãy comment tôi được không ạ Yes. và bao nhiêu trong số anh chị ra quyết định rằng là trong cái tháng này trong cái tháng này và trong năm 2022 này thì anh chị sẽ đạt được tất cả những cái mục tiêu về tài chính sức khỏe và mối quan hệ của mình thì hãy comment tôi được không ạ rồi vô cùng tuyệt vời luôn hơi khác và ra quyết định thì số mệnh của bạn được hình thành và những anh chị em mình à, đang xem livestream thì anh chị có thể là share livestream và tắt tên những người bạn của mình vào để chúng ta xem nhân tốt có một bầu trời quả ngọt anh chị ha để cho những cái người bạn của mình ở ngoài kia à, những người đang cực kỳ khao khát mong muốn làm chủ sự giàu có thì cũng sẽ biết tới video này để có thể là à, nhận được những cái giá trị tuyệt vời nhất anh chị ha rồi thì à, có một cái đầu tiên trước khi chúng ta bắt đầu thì à, huy cũng chia sẻ một số những cái nội quy của cái chương trình hôm này à, và điều đây để làm gì để cho tất cả anh chị ấy chúng ta có thể là học tập nghiêm túc nhất bởi vì chúng ta đã dành cái thời gian quý báu của mình trong cái ngày hôm nay để mình tham gia vào đây có nghĩa là chúng ta đang rất là khao khát thành công chúng ta đang mong muốn có một cái sự thay đổi về cái cuộc sống của mình về tài chính về sức khỏe và mối quan hệ của mình đúng không anh chị vậy thì để cho chúng ta có thể là học được với một cái tâm thái là tốt nhất và đón nhận được nhiều giá trị nhất thì cũng sẽ có một số cái nội quy à huy cũng chia sẻ ở đây thứ nhất đó là câu lạc bộ trận tháo vàng thì không kinh doanh bất kỳ một cái sản phẩm dịch vụ gì, mua bán bất kỳ một cái điều gì cho anh chị, à, có lạc bộ trận tháo vàng thì cũng không thuộc bất kỳ một tổ chức đoàn thể nào cả và có lạc bộ trận tháo vàng thì cũng tuyên truyền bất kỳ một cái tôn giáo đạo giáo nào cho anh chị hết và đây là cái nơi một cái môi trường để chúng ta chia sẻ về tư duy kinh doanh, chia sẻ về những cái kinh nghiệm để giúp cho À, anh chị có thể thành công chia sẻ về những cái tri thức của người thành công mình học theo người thành công và mình ứng dụng thành công yes và nếu như những anh chị nào à, mong muốn khao khát à, để thay đổi cuộc sống của mình anh chị có thể tiếp tục tham gia anh chị mong muốn đạt được cái sự thành công làm chủ về tài chính của mình làm chủ sự giàu có của mình làm chủ sức khỏe của mình làm chủ các mối quan hệ của mình để có một cuộc sống nó tốt hơn hạnh phúc hơn khỏe mạnh hơn và giàu có hơn thì anh chị hãy à, có thể tham gia còn nếu như à, anh chị không thích thì mình cũng có thể là à, rời khỏi cái phòng zoom này đúng không ạ vậy thì nếu những anh chị nào đồng ý với những cái nội quy của câu lạc bộ thì anh chị hãy comment ha hãy comment tôi đồng ý nội quy của câu lạc bộ và những cái nội quy là như sau ạ thứ nhất đó là anh chị em sẽ không có ghi âm chụp hình hay là quay phim với bất kỳ một cái hình thức nào cả và anh chị hãy mở camera một phần trăm ha 100% trong xuyên suốt cái chương trình Zoom này. Bởi vì sao anh chị hình không ạ? À? Bởi vì có một cái điều là là khi mà chúng ta mở camera có nghĩa là chúng ta đang thật sự tập trung. Thật sự tập trung, chúng ta đang thật sự học tập và ghi chép. Thì như vậy thì chúng ta sẽ ứng dụng thành công nhanh hơn là khi chúng ta tắt camera. Bởi vì là khi anh chị tắt camera có nghĩa là vì sao ạ? À? Bởi vì là anh chị đang bận một cái việc gì khác. Bởi vì anh chị đang bận một cái việc gì khác, anh chị phải đi đâu đó, anh chị phải làm cái gì đó. Và như vậy thì chúng ta đã không mất đi cái sự tập trung rồi. Thì như vậy thì rất là tiếc là chúng ta sẽ không có thể là học được hết những cái bài học tuyệt vời nhất sẽ có những cái ý nó nhỏ nhỏ đó nhưng mà lại có thể nó sẽ thay đổi cuộc đời của anh chị cho nên là điều tuyệt để cho là mình không có bị mất đi bất kỳ một cái tri thức nào mình không có bị lạc mất đi bất kỳ một cái giá trị nào trong ngày hôm nay thì anh chị hãy bật camera xuyên suốt trong suốt cái chương trình này để chúng ta tập trung học tập anh chị đồng ý không ạ rồi à anh chị có thể comment ha nếu anh chị nào đồng ý với nội quy của câu lạc bộ thì anh chị hãy comment tôi đồng ý với nội quy câu lạc bộ ha rồi vô cùng tuyệt vời yes Rồi, và một lần nữa à, xin chào tất cả các anh chị em và chúc cả nhà chúng ta có một buổi tối trời nắng luôn yes trời nắng luôn và năng lượng càng cao thì thành công càng lớn bao nhiêu cho số chị anh chị nào ra quyết định là ngày hôm nay mình có cái năng lượng cao nhất trong phòng zoom ngày hôm nay thì hãy comment tôi là người thành công yes Wow. à người nào có năng lượng càng lớn thì người đó là người sẽ có thành công càng nhiều à người nào có năng lượng cao hơn thì người đó là người chiến thắng và ai là người chiến thắng ở đây à? anh chị nào là người chiến thắng hay comment đi nào à anh chị nào đã định vị mình là nằm trong top 5% phần trăm những người thành công 5% phần trăm của người chiến thắng thì comment nào đúng rồi rất là tuyệt vời và sự khác biệt giữa người thành công và những người thất bại là gì đó là những người thành công họ làm những việc mà người thất bại không làm đúng không ạ và người thành công là những người có năng lượng cao nhất yes cho nên là hãy ra quyết định mình là người có năng lượng tuyệt vời nhất tuyệt vời yes rồi thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục rồi rất là tuyệt vời rất là năng lượng rồi à bao nhiêu số chị ở đây là hiện tại là năng lượng của mình đang một trăm phần trăm rồi yes rất là tuyệt vời ha luôn luôn đưa bản thân mình vào trạng thái năng lượng đỉnh cao trong bất kỳ việc gì mình làm thì mình chắc chắn sẽ thành công chắc chắn sẽ thành công vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tới cái à, ngày thứ hai trong cái chương trình làm chủ sự giàu có và à, và đây là cái phần rất là quan trọng anh chị nếu như mà chúng ta anh chị hình dung là gì có một cái lý do mà tại sao nhiều người họ lại không đạt được cái điều họ muốn nhiều họ người họ lại không đạt được cái điều họ muốn nhiều người họ đang cảm thấy không được vui với cuộc sống của họ thậm chí có những người họ đang cảm thấy lo lắng về tương lai và điều đó đến từ đâu? Điều đó đến từ đâu? Và điều gì khiến cho một con người không được hạnh phúc? Điều gì khiến cho một người con người không được bình an? Điều gì khiến cho một con người cảm thấy lúc nào cũng lo lắng và sợ hãi? À, nó đến từ việc rằng là họ không đạt được cái mục tiêu của mình. Họ không đạt được những điều họ muốn. Và những điều họ không mong muốn xảy ra với họ. Vậy thì có một cái điều như thế này ạ có một cái điều này đặt vậy thì để chúng ta không bao giờ phải cả, cả, trải qua cái cảm giác là thất vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải trải qua cái cảm giác là luyến tiếc hay tiếc nuối thì hãy làm gì ạ hãy có cái mục tiêu cho mình bởi vì rằng là một trong những cái điều lý do tại sao nhiều người rất nhiều người không đạt được điều họ muốn bởi vì họ còn không biết họ muốn gì bởi vì họ không bao giờ biết được họ thật sự muốn gì, họ không thiết lập ra những cái mục tiêu của mình và đó là do tại sao họ cứ như vậy hoài. Và có một cái sự khác biệt giữa hy vọng và những người hy vọng và những người chiến thắng. Đó là sự thành công và thất bại. Tại sao lại nói như vậy? Hy vọng là một cảm xúc tích cực. Hy vọng là một cái suy nghĩ tích cực và ngày hôm qua chúng ta đã nói về cái sự khác biệt giữa ba đứa trẻ rồi bao nhiêu số thằng ngày hôm qua đã tham dự chương trình và đã học được bài học về ba đứa trẻ và sự khác biệt của đứa trẻ thứ hai và đứa trẻ thứ ba là gì đứa trẻ thứ hai nó hy vọng về những điều tích cực nó tập trung vào những điều tích cực nhưng nó không làm gì để thay đổi cái hiện thực của nó và dẫn tới rằng là cuối cùng cái kết quả của nó cũng chẳng khác gì cái đứa trẻ thứ nhất nhưng mà cái đứa trẻ thứ ba là là một cái đứa nó thay đổi nó không chỉ hy vọng vào những cái điều tốt đẹp mà nó chịu trách nhiệm với cái cuộc đời của nó và nó hoàn thành cái mục tiêu mà nó đã đặt ra và cái sự khác biệt ở ngưng những người thành công và những người không thành công nó là một cái người đó là sự hy vọng ở đây tất cả chúng ta đều hy vọng rằng tương lai sẽ thay đổi tương lai sẽ tốt hơn nhưng có một sự thật là không có chuyện đó có một sự thật là xã hội không có chuyện gì thay đổi cả anh chị hình dung là trong suốt 6.000 năm qua 7.000 năm qua 2.000 năm qua Xã hội có chuyện gì thay đổi không ạ? À? Không có một cái cũng là mùa xuân rồi tới mùa hè, mùa thu rồi lại tới mùa đông. Nó cứ như vậy như vậy như vậy, cuộc đời nó vẫn cứ lặp đi lặp lại, nó vẫn cứ bốn mùa giao thoa như vậy. Và điều gì khi khiến cho bạn tốt lên đây? Làm thế nào để chúng ta có thể tốt lên đây? Tương lai của chúng ta, tương lai của mọi người có thay đổi tốt lên, có tuyệt vời hơn hay? không tuyệt vời đi hay không được tuyệt vời hơn thì nó không phải đến từ hy vọng nó đến từ cái việc mà chúng ta thiết lập mục tiêu chúng ta lên kế hoạch và thực hiện cái kế hoạch đó để thành công anh chị lưu ý ha nó không đến từ hy vọng mà nó đến từ việc thiết lập cái kế hoạch để thành công thiết lập cái mục tiêu của mình và có một cái câu nói ở trong kinh thánh là gì? Uh, without goal, uh, without goals and vision, people will perish. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như không có mục tiêu và tầm nhìn, thì loài người sẽ bị diệt vong. Và việc của chúng ta là gì? Nếu như bạn chỉ ngồi đó tập trung vào những điều tích cực, điều đó là tốt. Luôn luôn hy vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ xảy ra hy vọng rằng à năm nay sẽ có nhiều cái cơ hội đến hy vọng rằng tôi sẽ được tăng lương hy vọng rằng tôi sẽ được thăng chức hy vọng rằng tôi sẽ được trúng số hy vọng rằng cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn hy vọng rằng à, chính phủ sẽ thay đổi hy vọng rằng tôi sẽ được có nhiều tiền hơn hy vọng rằng mọi sức khỏe tôi sẽ tốt hơn hy vọng tất cả những cái hy vọng đó đều tốt nhưng nó không tạo ra kết quả nó không giúp cho anh chị đạt được cái sự thành công giàu có trong cái tương lai của mình và kết quả trong tương lai của chúng ta có giàu có hay không có khỏe mạnh hay không có hạnh phúc hay không thì nó đến từ việc là chúng ta cần phải lên một cái kế hoạch một cái chiến lược một cái tầm nhìn rõ ràng để chúng ta có thể đạt được những cái điều mà chúng ta muốn đó là việc thiết lập mục tiêu và anh chị hình dung là gì à một trong những cái mục tiêu mà vô cùng quan trọng và một trong những cái kế hoạch mà chúng ta cần phải làm thật là tốt cực kỳ chuẩn ở đây đó chính là mục tiêu về tài chính đó là cái việc mà chúng ta làm chủ cái sự giàu có về vật chất và tài chính của mình mình cần phải có cái mục tiêu về cái kinh tế của chính bản thân mình chúng ta phải làm tốt về cái kinh tế của bản thân mình bởi vì cái cái kinh tế kinh tế mà tất cả chúng ta đều sống bằng tiền anh chị đồng ý không ạ tất cả mọi người đều sống bằng tiền khi mà chúng ta mở mắt ra, chúng ta có tốn tiền không anh chị? À, chúng ta tốn tiền đúng không ạ? Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, tiền quần áo, tiền xăng xe, à, tất cả tất cả mọi thứ đều phải bằng tiền hết. Không ai sống mà không có tiền cả. Nếu mà một người nào nói rằng là có thể sống mà không cần tiền, vậy thì bạn thử không đóng tiền nước xem, bạn có sống được không? <laughs> bạn thử không đóng tiền điện coi bạn có sống được không? Như vậy à không ai sống mà không cần tiền cả tất cả chúng ta đều sống bằng tiền vậy thì nếu như chúng ta có những cái mục tiêu và chúng ta hiểu biết và làm chủ được cái kinh tế của mình thì cái kết quả về tài chính cái kết quả về kinh tế của bản thân và gia đình chúng ta sẽ có sự thay đổi vượt bậc và đương nhiên rằng là khi mà anh chị nói với một cái người nào đó rằng à bạn đã có cái mục tiêu về tài chính của mình chưa bạn đã có cái mục tiêu gì về kinh tế của bản thân bạn và gia đình bạn trong cái năm nay chưa à, thì nhiều người sẽ nói là gì nhiều người sẽ nói rằng là bạn bị 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 sao vậy bạn bị lạ bạn bị rảnh à? à chi vậy có cần phải như thế không à và nếu như anh chị hỏi 10 người thì sẽ có là chín người rưỡi sẽ trả lời như vậy hầu hết mọi người không đạt được cái mục tiêu về tài chính hầu hết mọi người không đạt được thành công về tài chính là bởi vì sao bởi vì họ không có cái mục tiêu về tài chính của mình Họ không thiết lập cái mục tiêu về tài chính của mình Họ không chuẩn bị cho cái kinh tế thành công của mình Và như Huy chia sẻ với anh chị là sự khác Thành công khác với thất bại là gì? Đó là người thành công không làm những việc mà người thất bại làm Và người thất bại họ không làm những việc mà người thành công làm Và, và sẽ có rất là nhiều người họ không đạt được cái mục tiêu về tài chính Họ sẽ bị khủng hoảng về tài chính Họ sẽ bị thiếu thốn về tài chính bởi vì sao họ không có họ không có một cái tầm nhìn họ không có một cái chiến lược rõ ràng họ không có một cái kế hoạch về tài chính kế hoạch về kinh tế cho bản thân mình và gia đình mình rõ ràng và dẫn tới là họ không thành công và có một cái câu nói rất là hay là gì nếu như bạn không chuẩn bị để thành công thì bạn nên chuẩn bị để cho thất bại rất hay rất hay và tất cả mọi thứ đều cần phải có một cái chiến lược đều cần phải có một cái kế hoạch và tất cả mọi thứ đều cần phải có cái mục tiêu và tất cả những anh chị em ở trong cái phòng zoom này đều hoàn toàn có khả năng lọt vào trong top 5% những người giàu nhất hành tinh tất cả các anh chị ở đây chúng ta đều hoàn toàn có khả năng đó quy tin điều đó và cái và để đạt được nhưng mà nhưng mà bạn phải lựa chọn là sống như vậy bạn phải có những cái hành động phải có những cái thói quen và có cái suy nghĩ và cách làm việc như nhóm năm phần trăm để có thể đạt được nằm trong cái top 5% phần trăm này bởi vì những cái người không thành công những người mà đang túng quẫn những người mà đang à, bị à, không có nhiều tiền hay là gọi là chưa có giàu có về vật chất bởi vì là họ luôn né tránh những cái vấn đề về tài chính của họ họ không tập trung vào mục tiêu về tài chính của họ không không có một cái mục tiêu rõ ràng họ không có một cái chiến lược một cái kế hoạch rõ ràng cho cái tương lai của họ và bao nhiêu trong số chị ở đây là thấy được rất nhiều người ở ngoài kia làm việc rất chăm chỉ nhưng vẫn chưa giàu à bao nhiêu trong số chị ở đây là chứng kiến rất nhiều người làm việc ngày đêm chăm chỉ cần mẫn vất vả tham công tiếc việc làm việc rất nhiều luôn thậm chí họ hy sinh rất nhiều họ hy sinh rất nhiều nhưng mà họ vẫn chưa giàu cả nó là như thế này có rất nhiều người lý do bởi vì sao bởi vì có rất nhiều người làm việc chăm chỉ với công việc của họ nhưng lại không làm việc chăm chỉ với cái tương lai về thành công của họ những người chưa thành công mà giờ có họ làm chăm chỉ với công việc của họ Họ dành 8 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng một ngày để làm việc cho người khác, cho ước xây dựng ước mơ cho người khác. Nhưng họ lại không làm việc chăm chỉ để xây dựng ước mơ cho mình, để theo đuổi cái ước mơ của mình, để có thể là xây dựng cho cái tương lai thành công của họ. Và đó giờ tại sao họ vẫn không thể giàu được. Đó là tại sao mà họ vẫn không đạt được cái mục tiêu của mình. Bây giờ tại sao mà họ nói rằng là giấc mơ là một thứ xa xỉ Bởi vì họ có bao giờ làm đâu Họ có bao giờ hướng tới mục tiêu và ước mơ của họ đâu Và có một cái điều rất là tuyệt vời Rằng là cái sự khác biệt của con người Và con vật Đó là gì Nếu anh chị nghiên cứu về thị trường Và ngành kinh tế Và nói chung là mình 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 hiểu về cái cuộc đời này Thì một cái loài động vật nào đó Trong suốt 1.000 năm qua 2.000 năm qua Nó có thay đổi gì không anh chị Ví dụ như một con sư tử Thì con sư tử 1.000 năm trước và con sư tử hiện tại có có gì thay đổi không? Có gì khác biệt không? Con sư tử một 000 năm trước nó nó sống ở đâu? Và con sư tử hiện tại nó sống ở đâu? À không không sư tử thì giờ con cọp đi con con hổ đi, con beo đi con tê giác đi con chim sẻ đi hay con khỉ đi một ngàn năm trước và hiện tại có gì khác biệt con khỉ một ngàn năm trước ok sống trên cây bây giờ ở đâu ở biệt thự hả lái xe hơi hả ở ở nhà lầu xe hơi hay là nó vẫn là ở ở trong rừng hay là nó vẫn sống trên cây một ngàn năm qua những sinh vật đó không có chuyện gì thay đổi cả nhưng con người thì khác nhưng con người lại có một cái quyền năng lớn hơn tất cả những cái con vật khác đó là quyền được lựa chọn đó là quyền được ước mơ đó là quyền được theo đuổi những cái mục tiêu cái hoài bão của mình và để huy nói cho anh chị cái câu này cái điều này những ai kiên trì kiên định nhất quán với cái hoài bão với cái mục tiêu với cái ước mơ của họ thì sớm muộn gì họ cũng sẽ đạt được điều đó sớm muộn gì họ cũng đạt được điều đó và nếu như chúng ta nhìn vào cuộc sống hiện tại đi à, chúng ta nhìn vào con người vào thời điểm hiện tại trong một nghìn năm qua loài người có sự thay đổi gì không ạ à? loài người có sự thay đổi gì sau một nghìn năm anh chị à cơ sở vật chất tốt hơn, y tế phát triển hơn, học thức cao hơn, công nghệ phát triển. Chúng ta hiện tại 1.000 năm trước còn chưa có internet, 1.000 năm trước thậm chí còn chưa có điện thoại nữa, 1.000 năm trước thậm chí còn chưa có đèn nữa, chưa có đèn điện, nữa. chưa có đèn điện đâu. Buổi tối này là coi như là, là, là đốt nến, đốt đuốc thôi. 1.000 năm trước là coi như là bắt trong đó nó có mở đèn như bây giờ bây giờ là chúng ta là như là ban đêm mà còn, còn thậm chí còn sáng hơn ban ngày nữa mình mình ngồi trong phòng là có khi là mình ban đêm còn sáng hơn ban ngày nữa anh chị đồng ý không ạ yes một ngày năm trước thì muốn gặp một cái người bạn ở xa thì mình làm gì mình đi bộ mình cưỡi ngựa mình đi xe ngựa hay là mình đi xe kéo có cách nào khác không không còn bây giờ muốn gặp một người bạn ở xa là gì mở zoom lên nói chuyện mở zoom lên, gọi internet, messenger, zoom, facecam nói chuyện, quá nhanh, quá tuyệt vời. và cái sự việc tuyệt vời này nó đến từ cái sự phát triển của con người. và những cái điều tuyệt vời này nó xảy ra, đến nó đến từ đâu chị? nó đến từ đâu? nó đến từ cái ước mơ. nó đến từ những cái mục tiêu. và khi mà con người có mục tiêu thì điều gì cũng có thể làm được. Khi bạn có hoài bão, khi bạn có ước mơ Thì bạn sẽ có cái thành quả Và bao nhiêu trong số anh chị ra quyết định rằng Trong năm 2022 này Cuộc đời của anh chị sẽ thay đổi hoàn toàn Thay vì mình dành Thời gian Làm việc chăm chỉ Với cái công việc của mình thì hãy làm việc chăm chỉ để xây dựng ước mơ của mình. Bao nhiêu số chị dám ra quyết định. tại vì đằng nào cũng phải làm việc chăm chỉ à, sự thật là đằng nào cũng phải làm việc chăm chỉ à, sự thật nào nó cũng đúng là đằng nào cũng phải làm việc chăm chỉ à, và có một cái điều như thế này à, làm giàu nó không dễ, nhưng mà sống trong nghèo khổ nó cũng không dễ đâu, vậy thì hãy chọn cái điều không dễ của mình, hãy chọn một cái cái điều không dễ của bạn, bạn anh chị chọn cái nào, đằng nào cũng sẽ không dễ đâu à, chắc chắn phải làm thôi à không có cách nào mà chốt không có cái câu chuyện nào mà huy giống như uh, không có một cái câu chuyện nào là có một ông bùa thiện ra và hỏi rằng là uh, con muốn gì con muốn nhà lầu xe hơi con muốn có một tỷ đô la cái có liền nó không có chuyện đó không có chuyện đó anh chị và nó nó không có đúng theo quy luật của tự nhiên nếu chúng ta làm giàu nó sẽ không dễ dàng nhưng sống trong nghèo khó nó cũng không dễ dàng luôn bởi vì bao nhiêu trong số anh chị thấy rằng là đã có rất là nhiều người họ cứ phải lo lắng mỗi một ngày họ cứ phải lo lắng về tương lai của họ họ lo lắng về sức khỏe của họ họ lo lắng về tài chính của họ họ lo vắng lắng về cái mối quan hệ của họ và sự lo lắng đến từ đâu sự lo lắng nó đến từ việc rằng là những người đó họ không có thiết lập mục tiêu để thay đổi cái hiện tại và họ cứ để yên cho cái vấn đề đó ám ảnh họ bạn không giải quyết vấn đề của bạn thì nó vẫn sẽ không biến mất bạn trốn tránh cái vấn đề của bạn nó cũng sẽ không tự mất đi nó cứ mãi ở đó cho tới khi nào bạn vượt qua được nó thì thôi hình như mà yes và việc của chúng ta là gì việc của chúng ta là chúng ta cần phải thiết lập một cái chiến lược một cái kế hoạch và những cái mục tiêu để mình có thể thay đổi được cái cuộc sống hiện tại của mình và làm chủ cái tương lai giàu có của chúng ta và bao nhiêu số chị đã quyết định là tôi làm chủ tương lai giàu có của mình thì comment tôi là tỷ phú đô la tôi là triệu phú đô la tôi là người thành công và giàu có yes. Chúng ta phải làm chủ cái tương lai của mình, tương lai huy hoàng về tài chính của mình, tương lai huy hoàng về sức khỏe của mình, tương lai huy hoàng về tình yêu thương và hạnh phúc của mình. Nó nằm trong tay của chúng ta. Và nếu như tương lai muốn được thay đổi, tương lai của bạn có huy hoàng hay không, tương lai của bạn có thành công hay không, tương lai của bạn có giàu có hay không thì nó phụ thuộc vào tất cả những gì bạn làm, bạn viết ra ngày hôm nay. Những cái mục tiêu bạn thiết lập, những cái kế hoạch, những cái chiến lược, những cái điều bạn đặt ra trong ngày hôm nay và hôm nay Huy sẽ chia sẻ bên chị về cái cách thức để chúng ta thiết lập mục tiêu. Và đây là cái không phải là một cái kiến thức thiết lập mục tiêu thông thường mà là cái kiến thức thiết lập mục tiêu của các triệu phú đô la của các tỷ phú đô la của những người giàu có và thành công nhất thế giới. Họ thiết lập mục tiêu như thế nào? Đó là mục tiêu thông minh. Mục tiêu smart goal. Smart goal, mục tiêu thông minh. Và dù là bạn là ai, dù bạn là người như thế nào, dù bạn đến từ đâu thì cái việc thiết lập mục tiêu này cũng đều cần thiết. Dù anh chị đang giàu như thế nào, dù anh chị đang ở đâu, dù anh chị như thế nào thì chúng ta cần vẫn luôn luôn cần có những cái mục tiêu cho cuộc sống. Và thành công thì nó sẽ nuôi dưỡng thành công. Thành công nó sẽ níu tố tiếp thành công. Nếu như chúng ta liên tục đặt ra những cái mục tiêu, những cái kế hoạch cho sự thành công của mình. Và nếu như bạn không chuẩn bị cho tương lai, cho sự thành công của bạn thì thất bại nó sẽ đến. Vậy thì đằng nào cũng phải làm, thì hãy làm, hãy dành cái thời gian ra để thiết lập cái mục tiêu của mình. Và nói về thiết là mục tiêu thì chúng ta sẽ nói về có những cái mục tiêu quan trọng cho cuộc đời của một con người. Điều gì đúng không ạ? Trước khi chúng ta nói về cái phần thiết lập mục tiêu thì cho huy hỏi chị là điều gì khiến cho các anh chị ở đây, đúng không? ở đây điều gì khiến cho anh chị cảm thấy là lo lắng cho tương lai của mình? cái điều gì, cái cái phần gì, cái yếu tố gì nó khiến cho anh chị cảm thấy không hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại, hoặc là mình đang lo lắng về cái tương lai của mình, nó khiến cho mình cảm thấy không thoải mái, nó khiến cho mình cảm thấy là lo lắng, mình cảm thấy là bất an, mình cảm thấy là nó 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 luôn luôn là có cái gì đó nó làm cho mình không có được là thoải mái và hạnh phúc hay là bình an hay là ở dễ chịu, yes và có ba thứ ba thứ nó tạo nên cái sự lo lắng và đương nhiên rồi nó tạo ra stress nó tạo ra những cái điều không tốt cho chúng ta và ba thứ này là gì đó là ba cái phần mà chúng ta anh chị em huy và các anh chị huy sẽ giúp các anh chị mình làm chủ trong cái chương trình livestream làm chủ sự giàu có này trong chuỗi livestream một tháng này đúng không ạ thứ nhất đó là về tài chính và cái mục tiêu về tài chính là cái thứ mà chúng ta phải đảm bảo. Bởi vì tất cả chúng ta đều phải sống bằng tiền. Và nếu mà hết tiền rồi thì sẽ không thể nào mà sống tốt được. Nhưng mà nếu như có nhiều tiền thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ sống một cuộc sống nó thoải mái hơn. Cuộc sống nó dư dả hơn. Và thậm chí là tiền là lại là một cái công cụ rất là tốt để chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ trong cái tương lai. Thậm chí có thể phục vụ cho cái việc mà thực hiện cái ước mơ của mình. Cái thứ hai đó là sức khỏe sức khỏe có quan trọng không anh chị bao nhiêu người đang bao nhiêu người lo lắng về sức khỏe của mình và lo lắng về sức khỏe của gia đình mình anh chị à rất rất nhiều đúng không nếu như mà bạn vẫn có những cái người thân yêu của mình bạn có lo lắng về sức khỏe của họ không bạn có hy vọng bạn có mong muốn rằng là họ sẽ khỏe hơn trong tương lai họ sẽ luôn luôn có được cái cơ thể khỏe mạnh lành lặn thông minh may mắn không và bản thân chúng ta có lo về cái sức khỏe của mình không và có muốn rằng là sức khỏe của mình nó tốt hơn không? yes đó chính là cái yếu tố thứ hai rất là quan trọng mà chúng ta cần phải làm chủ và cái thứ ba cái thứ ba đó chính là mối quan hệ chính là sự hòa hợp trong mối quan hệ hình dung rằng là nếu như bây giờ anh chị là một cái người rất là khỏe mạnh anh chị rất là giàu có anh chị sở hữu được những cái căn biệt thự những cái căn villa anh chị có những cái Uh, mảnh vườn mảnh đất biệt thự villa uh, quận 9 quận 2 quận 7 ở đâu đó 20.000 20 mét vuông đúng không ạ à 100 à, hecta 1.000 hecta trồng cây rừng, rừng rồi lấy gỗ từ ngoài thanh hóa mang về lắp ráp lại thành những cái là trời rất là xịn xò cũng mà xây tường xây nhà rất là to lớn một căn nhà biệt thự hoành tráng lệ xịn xò luôn khỏe mạnh luôn nhưng mà trong căn nhà đó bạn chỉ có một mình thôi trong căn nhà đó không có ai không có ai hết có mình bạn anh chỉ có muốn sống trong cái căn nhà đó cô đơn một mình hay là anh chỉ muốn là cái căn nhà của mình nó tràn ngập tiếng cười nó tràn ngập tình yêu nó tràn ngập cái hạnh phúc và ở đó là cái nơi mà chúng ta chứa lấp đầy người và là những người mà chúng ta yêu quý là những người mà yêu quý chúng ta anh chị mong muốn mình sẽ sống trong căn nhà như vậy với ai một căn nhà to như vậy một căn nhà tuyệt vời và xịn sò như vậy thì bạn sẽ muốn ở đó một mình hay bạn muốn cái căn nhà nó tràn ngập tình yêu thương tràn ngập tính tiếng cười và tràn ngập những cái người mà anh chị yêu quý và họ yêu quý anh chị đó chính là mối quan hệ đó chính là mối quan hệ và đây là ba cái điều quan trọng nhất ba cái điều quan trọng nhất và cũng là ba cái mục tiêu mà chúng ta cần phải giải quyết chúng ta cần phải hoàn thành chúng ta cần phải luôn luôn phát triển đây là ba mục tiêu chính và đây được gọi là kiền ba chân anh chị kiền ba chân ha nó giống như là nếu như anh chị muốn xây một tòa nhà thật cao á thì cái nền tảng nó phải vững chắc, cái nền mỏng nó phải vững chắc và cái kìm ba chân này là ba cái yếu tố nó là giống như ba cái chân á. để có thể lập dựng, để có thể đưa chúng ta lên một cái tầng cao. Và cứ mãi mãi thành công sẽ nối tiếp thành công, thành công nuôi dưỡng thành công và không bao giờ sợ bị sụp đổ. Cái tòa nhà của chúng ta, cái tương lai thành công của chúng ta nó sẽ không bao giờ bị sụp đổ mà nó sẽ cứ tiếp tục phát triển phát triển phát triển và nó cứ lớn lên mỗi ngày nó cứ đi lên và chúng ta lên được tới cái đỉnh thành công nằm trong top 5 những người giàu có những hành tinh được không anh chị và ba cái kiền này thứ nhất đó là tài chính thứ hai là sức khỏe và thứ ba là mối quan hệ và mục tiêu thành công về tài chính đó là chúng ta sẽ có được cái à, lợi nhuận chúng ta có được cái doanh thu chúng ta có được cái tài sản mà mình mong muốn đó là về mục tiêu về tài chính Mục tiêu về sức khỏe chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có cái cơ thể mà chúng ta mong muốn. Chúng ta sẽ có một cái cơ thể khỏe mạnh, một cơ thể lành lặng, thông minh, một cái cơ thể tràn đầy năng lượng và một cái cơ thể đúng không ạ? Thông suốt và nó cực kỳ tuyệt vời. Thì đó là mục tiêu về sức khỏe. Mục tiêu thứ ba đó là mục tiêu về mối quan hệ. Mục tiêu mối quan hệ đó là chúng ta có cái sự hòa hợp với những người thân của mình, với những người xung quanh của mình, với gia đình, với cha mẹ, với vợ chồng, với bạn bè, với con cái, với đối tác, chúng ta có sự hòa hợp với những cái người xung quanh. Và nếu như chúng ta có được cái sự hòa hợp với mọi người thì anh chị đồng ý với Huy rằng là nếu như anh chị có sự hòa hợp với tất cả những người xung quanh chúng ta thì có phải tất cả những người xung quanh chúng ta đều là quý nhân phù trợ của chúng ta không anh chị? nếu anh chị hòa hợp với tất cả mọi người xung quanh anh chị thì có phải là mọi người những người xung quanh anh chị mối quan hệ xung quanh anh chị là họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ anh chị mọi lúc anh chị cần không ạ Yes tất cả những cái mối quan hệ xung quanh của chúng ta là 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 quý nhân phù trợ của, của của bạn đó của mình đó nhưng mà quan trọng là chúng ta có hòa hợp được với 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 những người xung quanh của chúng ta hay không đó chính là nguồn lực để mình thành công đó anh chị Vậy thì vậy thì ba cái mục tiêu này thì chúng ta sẽ cùng làm việc trong ngày hôm nay về cái việc thiết lập mục tiêu là cái bước đầu tiên và Huy nhấn mạnh đây là bước quan trọng nhất. Đây là bước quan trọng nhất bởi vì nếu như ngày hôm nay anh chị không làm được cái bước này, mình không hoàn thành được cái bước này thì những cái ngày tiếp theo gần như sẽ không có đạt được gì đâu. Bởi vì cái bước đầu tiên trên hành trình thành công á cái bước đầu tiên nếu như mình không làm chuẩn, mình không làm đúng, mình không làm chính xác, mình không làm thành công thì có phải là những ngày sau nó sẽ không không dễ thành công ạ. Nó sẽ bị sai một ly thì sẽ đi một dặm luôn. Cho nên là trong ngày hôm nay hãy thật sự nghiêm túc và Huy chia sẻ ở buổi ngày hôm nay để cho anh chị biết đây là cái phần vô cùng quan trọng về cái việc là chúng ta thiết lập cái mục tiêu của mình mục tiêu về sức khỏe, mục tiêu về tài chính và mục tiêu về mối quan hệ của mình ok dạ. và bây giờ thì là tới cái phần là công thức Smart Goal thiết lập mục tiêu thông minh của các triệu phú và các tỷ phú đô la. Nói về công công thức Smart Goal thì sao? Smart có nghĩa là S M A R T ha, S M A R T. Đó là Smart, Smart là thông minh, thông minh anh chị. Vậy thì nói về công công thức này, mô Smart Goal này thì à, Huy được học từ à, một trong những cái người rất là thành công trên thế giới và thậm chí chỉ là khi mà Huy dành cái thời gian, Huy bỏ tiền ra, Huy học từ những cái tỷ phú và triệu phú trên thế giới thì tất cả những người thành công và sầu có những hành tinh đều ứng dụng cái công thức này trong cái việc thiết lập mục tiêu của họ vậy thì cái công thức này nó sẽ được tính như thế nào smart thì có chữ đầu tiên chữ s đầu tiên trong chữ smart đó là định nghĩa cho chữ simple and specific simple và specific có nghĩa là dịch sang tiếng việt đó là đơn giản và cụ thể khi anh chị đặt cái mục tiêu ra, anh chị cần phải đặt một cách đơn giản và cụ thể. Đơn giản và cụ thể hóa nó ra. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là anh chị hình dung rằng là nếu như anh chị còn không biết mình muốn gì thì liệu rằng mình có đạt được thứ mình muốn không? Bạn hình dung là nếu như bây giờ bạn đi vào trong một cái nhà hàng, bạn đi vào một cái quán nước, một quán ăn đi và cái người phục vụ đó họ nói rằng là a à, quý ngài cần gì? Quý cô cần gì? à ăn muốn gì anh chỉ muốn dùng gì anh chỉ nói là gì ạ à? không biết hoặc là gì cũng được thì có cái gì xảy ra không mình có được phục vụ nước không mình có được phục vụ thức ăn không nên chị không biết cụ thể đơn giản và cụ thể mình muốn gì thì liệu là cái bữa trưa đó mình có được ăn không cái phần cơm đó mình có được ăn không hay là cái phần nước đó người ta có phục vụ được cho mình không người ta rất là muốn phục vụ cho anh chị, anh chị muốn dùng gì, không biết hoặc là gì cũng được. thì liệu rằng là người ta có biết phục vụ cái gì không? Thậm, thậm chí có nhiều anh chị là gì, tôi tôi muốn uống trà nhưng mà tôi cũng thích là uống nước ngọt, mà tôi cũng vừa thích uống cà phê nữa. à thế thì thì quý khách cần dùng gì? À, tôi thích uống trà, tôi thích uống nước ngọt, mà tôi cũng thích uống cà phê. thế thì làm gì ạ? thế thì uh, tôi cũng thích là ăn chè nữa thì chúng ta có đạt được không ạ? À? chúng ta cũng không đạt được và nó cũng giống với cái câu chuyện là gì à, một cái một cái bạn nam à, dẫn cái bạn gái của mình đi chơi đi đi hẹn hò đi à thì cái bạn nam nói với bạn nữ là gì em ơi hôm nay em muốn ăn gì nè à, gì cũng được ăn à vậy mình đi ăn cơm nhé ăn cơm á ăn cơm mập lắm em không ăn đâu à không ăn cơm mà À, thôi thì mình à, mình đi ăn phở ha à, nó ít tinh bột hơn thôi em không thích ăn phở em không thích ăn nước đâu Và thế em muốn ăn gì à gì cũng được thế ăn gì không biết không biết thì cuối cùng là em đói thôi cuối cùng thì <laughs> em đói thôi chứ làm sao kết quả là không biết đi đâu hết đi vòng 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 quay không biết không biết, không biết Cuối cùng thì em đói thôi Em đói thì sao Em đói trở về nhà Thôi xong Đáng chịu Yes Bởi vì không biết là mình muốn gì Ok dạ yeah. Hay nó cũng giống như Nó không có cái sự cụ thể Vậy thì khi mà anh chị Thật sự Trong cái việc chúng ta thiết lập mục tiêu Thì chúng ta cần phải cụ thể ra Là mình muốn cái gì Được không ạ cụ thể ra, cụ thể ra, ví dụ Em muốn ăn gì? Em muốn ăn bánh ướt Có bánh ướt chưa? Có Thì ngay lập tức Google Ngay lập tức Cái chàng trai đó Sẽ sẽ lấy cái tiềm thức ra, nhớ đến à, Có những tiệm bánh ướt nào ngon Là dẫn cô bé đó tới ăn bánh ướt rất ngon Anh chị hình dung ạ Hay là OK, quý khách muốn uống nước gì, quý khách muốn dùng bữa gì à tôi uống cà phê sữa đá tôi uống trà thảo mộc tôi uống uh, trà tỉnh táo à tôi uống collagen tốt cho mái tóc làn da vân vân và vân vân thôi có không có tôi uống nước cam tôi uống nước chanh tôi muốn uống xin tố bữa gì đó có liền có liền yes bởi vì chúng ta đã có biết cụ thể mình muốn gì rồi à bao nhiêu số chị theo kịp ạ à. yes anh chị, chúng ta cần biết cụ thể mình muốn cái gì Mình thật sự mình muốn cái gì Thì mình sẽ có được cái điều đó Đó là cái yếu tố đầu tiên và đơn giản Đơn giản có nghĩa là sao ạ Đơn giản có nghĩa là Hãy chỉ đặt ra Một mục tiêu một thời điểm thôi Hãy đặt ra một cái mục tiêu Để chúng ta tập trung vào nó Trong một thời điểm Đó là đơn giản Và chỉ có một mục tiêu Trong một thời điểm thôi Ok anh chị đừng đặt ra nhiều quá à. đặt ra bởi vì chúng ta đều biết một điều rằng là nó giống như là tiềm thức của chúng ta ở trong những ngày sắp tới Huy sẽ hướng dẫn anh chị cái cách để chúng ta có thể ứng dụng sức mạnh tiềm thức uh, ứng dụng sức mạnh tiềm thức để đạt được những cái mục tiêu làm chủ sự giàu có của mình ha thì có một cái điều rằng là khi mà tiềm thức của chúng ta nó 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 cần phải đơn giản ra đơn giản ra anh chị đơn giản ra đừng có nói quá nhiều thứ tôi muốn cái này tôi muốn cái kia tôi muốn cái nọ tôi muốn cái này cái kia cái đó cái ấy nó rất nhiều và khiến cho chúng ta bị rối loạn. Đừng cố gắng làm một nhiều việc cùng một lúc. Bao nhiêu trong số anh chị cảm thấy là rất là rối khi mà chúng ta phải làm một lúc nhiều việc ạ? À? à bao nhiêu số anh chị cảm thấy là mình sẽ rất là rối, mình sẽ rất là lúng túng và mình mình cũng sẽ không có dễ làm việc khi mà một lúc mình phải làm quá nhiều việc. Và bao nhiêu số chị đã từng như vậy và cái kết quả nó có nó nó có, có tuyệt vời không? kết quả là nó có tuyệt đối như mình muốn không? Kết quả nó có tuyệt vời, nó có là hoàn thành một cách xuất sắc và tuyệt đối không? Hay là khi chúng ta làm nhiều việc như vậy thì chúng ta uh, cái gì chúng ta cũng có thể làm xong nhưng mà kết quả nó không được tuyệt vời lắm. Yes, và đó là con người đúng không? Chúng ta phải hiểu một điều rằng là hãy đặt mục tiêu ra một cách đơn giản và cụ thể và hoàn thành từng mục tiêu một từng bước từng bước một. Ok cho anh chị. Hoàn thành từng mục tiêu một. Đừng để cho mình bị rối, bởi vì khi mình bị rối như vậy thì mình sẽ không làm gì được Ok chưa? Hoàn thành từng mục tiêu một một cách đơn giản. Rồi. Tiếp theo là về cái chữ M. Chữ M thì có nghĩa là miserable. Miserable and meaning for you có nghĩa là đo lường được và có ý nghĩa với bạn. Vậy thì trước khi chúng ta nói về cái phần mà có ý nghĩa với bạn thì chúng ta sẽ nói về cái phần đo lường được trước. Đo lường được measurable, đo lường được có nghĩa là sao? Đo lường được có nghĩa rằng a à, bây giờ bạn muốn ăn bánh ướt đúng không ạ? À? Bạn muốn ăn là một thanh bánh ướt, bạn muốn ăn là một chén, một tô hay là một cân? Một ký, một kilo, bạn muốn ăn bao nhiêu? Em muốn ăn bao nhiêu? Yes À cũng giống như là cái câu chuyện là nhiều anh chị nói rằng là tôi muốn có tiền Tôi muốn có tiền không ạ? Bao nhiêu anh ở đây rất là muốn có tiền ạ? À? Yes, chúng ta muốn có tiền, yes, tất cả chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn giàu có, chúng ta muốn tiền Tôi không muốn có tiền Ok Tiềm thức sẽ cho 1 ngàn nhé 1 ngàn nhé Được không? 1 ngàn có tiền mà 1 ngàn đồng á, 1 ngàn VN đồng á Bà Dương Sáng giờ đây đã từng lần là, là được 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 lụm được 1000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 rồi. Đã từng là tự dưng đâu 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 thấy có 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 1 2000, 5 7000, 10.000, 20.000. Đầy đó đúng không? Yes. Lực hấp dẫn mang đến cho mình đó. Sức mạnh tiềm thức kết nối với lực hấp dẫn mang đến cho mình đó. Không, tôi không muốn. Tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn có rất nhiều tiền cơ. Ok cho 10.000 xịn luôn gấp 10 lần nhiều không nhiều có 10 lần luôn giờ không lượt được một nghìn lượt được 10 nghìn vậy thì anh chị hình dung ạ khi mà anh chị đặt cái mục tiêu khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu về tài chính của mình thì chúng ta phải đặt chính xác đo lường được chính xác cái số tiền mà anh chị muốn anh chị lưu ý ha Chúng ta phải biết được chính xác số tiền mà mình muốn chứ không phải là chúng ta nói là chúng ta muốn có tiền, tôi muốn giàu. Giàu là như thế nào là giàu? Nhiều tiền là như thế nào là nhiều tiền? Dư giả về tài chính như thế nào là dư giả về tài chính? Hãy nói chính xác số tiền mà mình muốn, chính xác luôn, chính xác mình muốn bao nhiêu tiền. Ví dụ 1 tỷ. Ví dụ 100 triệu, ví dụ là 1 tỷ, ví dụ là 10 tỷ, ví dụ là 20 tỷ, chính xác con số mà mình muốn và đo lường được. Ok chưa? Dạ. Đo lường được. Mình phải biết chính xác con số là bao nhiêu. Và thực hiện hoàn thành được nó. Đo lường được. Hay là về cái mục tiêu về sức khỏe. Mục tiêu sức khỏe thì làm sao để mình có thể là xác định được mục tiêu sức khỏe đây ạ? À? Rất đơn giản thôi. Cân nặng của bạn là bao nhiêu? Đặt ra mục tiêu của mình, mình có số cân nặng là bao nhiêu. Mình mong muốn mình đạt được cân nặng bao nhiêu? mình mong muốn là cái chỉ số đường huyết của mình là bao nhiêu hay là mình mong muốn là cái chỉ số về mở dưới da mở nội tạng của mình chỉ số cơ trong cơ thể của mình là bao nhiêu chính xác rõ ràng ra anh chị rõ ràng ra thì chúng ta mới theo dõi được chúng ta theo dõi và chúng ta biết cách để chúng ta làm chúng ta đưa ra những chiến lược để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó anh chị hình dung không à? yes đó là đo lường được và con số chính xác là bao nhiêu ok vậy rồi tiếp theo đó là meaning for you và meaning for you chính là phần vô cùng quan trọng cái phần meaning for you này là một phần vô cùng vô cùng quan trọng lý do mà có rất nhiều người tiềm năng rất nhiều người tài giỏi nhưng lại không đạt được thành công không đạt được sự giàu có rất nhiều người phí hoài cái cuộc đời của họ, phí hoài cái tiềm năng của họ, phí hoài cái tiềm năng, cái khả năng tuyệt vời của họ. Họ không có bộc lộ và khai phá được để có thể đạt được những thành công, để có thể đạt được cái mục tiêu của họ. Nó đến từ việc là họ không có cái lý do đủ lớn để làm điều đó. Và như từ đầu cái buổi zoom ngày hôm nay, tất cả những anh chị nào đang có mặt trong cái phòng zoom này đều hoàn toàn có khả năng nằm trong top 5% những người giàu nhất hành tinh. Bạn hoàn toàn có khả năng làm điều đó, bạn dư khả năng luôn, dư khả năng làm điều đó luôn. Nhưng quan trọng là bạn có cái lý do để làm điều đó hay không? Cái lý do để mình thực hiện cái thành công của mình, cái lý do để mình thực hiện cái mục tiêu của mình, cái lý do để mình có thể thực hiện cái hoài bão của mình, cái lý do để mình có thể thực hiện cái ước mơ của mình, và để Huy nói cho các anh chị biết rằng là giờ có hai cái mục tiêu chính trong cuộc đời của chúng ta. Có hai cái mục tiêu mà chúng ta cần phải luôn luôn theo sát nó và luôn luôn theo dõi nó và luôn luôn tiến hành để thực hiện nó. Đó là mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Và mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu gì? Mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu 30 ngày. Mục tiêu tháng, mục tiêu tuần, mục tiêu ngày. Đó là mục tiêu ngắn hạn Mục tiêu dài hạn là gì? Mục tiêu từ 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm hay là 38 năm, hay là 49 năm, hay là 120 năm. Đó là những mục tiêu dài hạn. Vậy thì để mục tiêu, trước khi chúng ta nói về mục tiêu dài hạn thì chúng ta sẽ nói gì ạ? Ví dụ như mục tiêu 10 năm của anh chị. Mục tiêu 10 năm là mục tiêu dài hạn của mình. Vậy thì đó là gì ạ? Bạn sẽ có cái gì? Bạn sẽ trở thành ai? Bạn sẽ trở thành ai? Bạn nhìn thấy mình là ai trong 10 năm tới? nếu như chúng ta chỉ cứ hy vọng chúng ta chỉ ngồi một cổ chỗ và hy vọng rằng là 10 năm tới sẽ có chuyện thay đổi liệu có thay đổi được không không nếu chúng ta chỉ tiếp tục những cái hành động cũ tiếp tục cái công việc cũ tiếp tục cái công việc cái hành động cái thói quen những cái mối quan hệ cũ và đón nhận những cơ hội cũ liệu rằng trong 10 năm tới có chuyện gì xảy ra không có cái kết quả mới không và anh chị nhìn thấy bản thân mình là ai trong 10 năm tới bạn sẽ làm công việc gì bạn sẽ có bao nhiêu tiền bạn sẽ là cái chức vụ gì bạn là chức danh gì bạn sẽ có bao nhiêu thành công bạn sẽ đến những quốc gia gì rồi lúc đó bạn có cái sức khỏe tốt không lúc đó mối quan hệ của bạn là ai hãy nhớ là về năm người bạn năm người bạn chơi thân nhất của chúng ta thì xác định nghĩa mình là ai luôn bạn chơi với người thành công bạn là người thành công bạn chơi với người khôn ngoan và trí tuệ bạn là người khôn ngoan và trí tuệ bạn chơi với những người khỏe mạnh và tràn năng lượng thì bạn lúc nào cũng khỏe mạnh và tràn năng lượng hết bạn chơi với những người hòa hợp bình an yêu thương và tích cực thì bạn cũng là những người hòa hợp bình an yêu thương và tích cực và nếu như bạn chơi với những doanh nhân thành công những nhà thương nhân kinh tế đó lại thì bạn cũng sẽ sớm trở thành cái người đó hoàn toàn là điều đó như vậy vậy thì anh chị nhìn thấy bản thân mình là ai trong 10 năm tới và đa số chúng ta gọi cái 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 kết quả đó chính là ước mơ, your dream, your dream, your dream, your dream, your dream. giấc mơ của mình, hoài bão của mình. bạn sẽ xây dựng được bao nhiêu xí nghiệp, bạn sẽ kiếm tạo ra được bao nhiêu cái công việc kinh doanh, bạn giúp được cho bao nhiêu người. Bạn sẽ đi du lịch bao nhiêu nơi trên thế giới? Bạn sẽ có những cái trải nghiệm gì? Bạn sau 10 năm bạn sẽ kể cho con bạn kể cho cháu nội của bạn, kể cho những cái người khác cái hành trình thành công của bạn như thế nào? Bạn sẽ có những câu chuyện gì để kể cho người khác? Bạn sẽ có bao nhiêu cái câu chuyện để kể cho người khác? Và 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 và, và, và lúc đó bạn, bạn bạn sẽ làm được cái điều gì? Bạn sẽ gặt hái được những cái điều gì? Cái giấc mơ của mình là gì? Cái ước mơ do dream, do dream. I have a dream. Tôi có một cái giấc mơ, tôi có một cái hoài bão. Và cái giấc mơ hoài bão của tôi nó lớn tới mức mà khi một ai đó nhìn vào và nói rằng là nói gì? Tại sao bạn lại cực? Tại sao bạn lại chăm chỉ như vậy? Tại sao bạn lại phải làm như vậy? Tại sao bạn không bỏ cuộc đi? Thì tôi nói là gì ạ? Bởi vì hoài bão của tôi nó chưa thành. Bởi vì chí lớn của tôi nó chưa thành. Bởi vì mục tiêu của tôi chưa hoàn thành, không có lý do gì để tôi dừng lại cả. Đó là cái meaning for you. Cái lý do của anh chị với cái mục tiêu của mình là gì? Cái lý do của anh chị với cái giấc mơ của anh chị là gì? Cái lý do để anh chị hành động, cái lý do để chúng ta chăm chỉ thực hiện cái giấc mơ của mình. Tại sao bạn có thể hoàn toàn chăm chỉ làm một cái công việc nào đó thực hiện giấc mơ cho người khác nhưng tại sao không dành thời gian để chăm chỉ làm việc xây dựng giấc mơ của mình đằng nào cũng phải chăm chỉ à đằng nào cũng phải làm việc à vậy thì hãy dành thời gian ra để tập trung tập trung trong cái việc là gì chăm chỉ xây dựng giấc mơ của mình đi chăm chỉ, chăm chỉ xây dựng giấc mơ của mình chăm chỉ xây dựng cái tương lai thành công của mình được không ạ bây giờ có chị hiểu được bài học này yes, và lý do đủ lớn cần một cái lý do đủ lớn vậy thì lý do của anh chị là gì ngay bây giờ hãy comment hãy viết ra năm cái lý do để anh chị thành công năm cái lý do để mình hoàn thành cái mục tiêu của mình hoàn thành cái giấc mơ của mình giấc mơ của anh chị là gì what's your dream your dream giấc mơ và, 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 và giấc mơ của bạn đáng giá bao nhiêu giấc mơ của bạn đáng giá bao nhiêu bạn sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu công sức bạn sẽ sẵn sàng dành ra bao nhiêu thời gian bạn sẽ sẵn sàng dành ra bao nhiêu tiền để thực hiện cái giấc mơ này của mình để biến cái giấc mơ này thành hiện thực và Huy muốn các anh chị hình dung là gì đừng chỉ mơ đừng chỉ hy vọng và đừng chỉ mơ hãy sống với giấc mơ của bạn Hãy sống sống trong cái giấc mơ đó, hãy thật sự sống cái cuộc đời mà mình đã từng mơ. Nhưng ngày hôm nay Huy đang sống cái giấc mơ mà Huy đã mong mong muốn từ trước. Những cái kết quả của mình ngày hôm nay, những cái thành tựu của mình ngày hôm nay, cái cuộc sống của mình, cái công việc, cái mối quan hệ, cái đối tác và cái cuộc sống của mình nó đến từ rằng là mình đã dám mơ và mình dám đạt được nó. Đừng chỉ mơ hãy sống cái giấc mơ của bạn. Hãy sống với giấc mơ của mình. Vậy thì giấc mơ của anh chị là gì? Giấc mơ của anh chị là gì? What is your dream? Your dream. Giấc mơ của anh chị là gì? Và những cái lý do gì? Hãy viết ra 5 cho tới 10 cái lý do. 5 cho tới 10 lý do để mình lý do đủ lớn. Bởi vì hầu hết những người thất bại, họ không đạt được giấc mơ của họ là bởi vì họ có lý do để không làm cái lý do để bạo biện cái lý do để đổ lỗi cái lý do để tôi không làm đâu lý do để tôi bỏ cuộc cái lý do để không làm nó lớn hơn cái lý do để bỏ cuộc nó lớn hơn lý do để hành động đó giờ tại sao họ không bao giờ thành công lý do tại sao họ bỏ cuộc vậy thì muốn có thể thành công được đúng không và sự khác biệt của thành công và người thất bại là gì đó là người 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 thất bại không làm những việc mà người thành công làm và huy không muốn huy hy vọng huy hy vọng là không ai trong đây sẽ làm những việc của người không thành công sẽ nằm trong cái nhóm đó bởi vì tất cả các chị em đã vào trong cái zoom này thì huy tin rằng là anh chị đều hoàn toàn có thể nằm trong top năm phần trăm những người giàu có những hành tinh đã vào được trong đây rồi cỡ nào cũng giàu hơn cho nên là hãy có những cái hành động của người thành công và hiện những lý do cho sự giàu có của anh chị là gì lý do để anh chị đạt được cái giấc mơ của mình đạt được cái hoài bão của mình đạt được cái mục tiêu của mình là gì lý do của anh chị là gì hãy viết 5 tới 10 cái lý do và lý do phải thật sự là đủ lớn lý do để mình có được cái sức khỏe tốt là gì lý do để mình có một cái cơ thể khỏe mạnh là gì cái lý do để cho là gia đình của mình có một cái cuộc sống nó dư dả về tài chính nó thoải mái về tài chính là gì cái lý do gì để cho là tại sao tôi lại cần phải có những cái mối quan hệ hòa hợp và yêu thương cái lý do đủ lớn lý do của anh chị là gì anh chị biết ra đi ạ lý do để thành công lý do để đạt được cái giấc mơ của mình và huy hỏi chị là giấc mơ của anh chị đáng giá bao nhiêu anh chị sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu thời gian bao nhiêu công sức bao nhiêu trí tuệ bao nhiêu tiền để đạt được nó không thể mà ngồi hy vọng mà nó mọi chuyện sẽ xảy ra đò không phải ngồi một cái và hy vọng mọi thứ sẽ xảy ra tốt đẹp không có chuyện đó đâu ạ à. mình đã chứng kiến được bao nhiêu vạn đời rồi rất là nhiều người mình đã nhìn thấy họ cứ hy vọng tương lai thành công nhưng họ chẳng làm gì cả bây giờ một người đàn ông 50 tuổi một người đàn ông 50 tuổi ông ta anh ta đang thất nghiệp anh ta đang nghèo túng mà anh ta vẫn còn hy vọng rằng tương lai thành công đừng là người đàn ông đó đừng là người đàn ông đó cuộc đời của anh chị chỉ thay đổi khi anh chị thay đổi thôi và mình 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 sẽ chờ cho tới khi mình 50 tuổi và mình vẫn tiếp tục hy vọng cho tới khi mình 50 tuổi chẳng có chuyện gì thay đổi đâu ạ à. và ngay cả khi mà bạn còn trẻ đi à, nó hy vọng rằng năm sau tôi sẽ giàu có hy vọng rằng năm sau tôi sẽ có tiền bảo hiểm cho gia đình hãy nhìn vào thời điểm hiện tại đi hãy nhìn vào ngay lúc này đi có làm được chưa hãy làm đi hãy làm ngay bây giờ tại sao phải chờ một năm nữa mới làm được làm điều đó thời điểm tốt nhất để bắt đầu thực hiện ước mơ của mình là khi nào thời điểm tốt nhất để bắt đầu hành động để trở nên giàu có là khi nào nhiều người nói rằng là, à, đợi là khi mà tôi đủ giỏi, đợi mà khi tôi đủ tuổi, đợi mà khi tôi đủ kiến thức, đợi là khi có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, à, khi có cái này không bao giờ có thời điểm tuyệt vời nhất. Thời điểm tuyệt vời nhất là ngay lúc này, chẳng có bao giờ là thị trường tuyệt vời nhất, chẳng bao giờ là thời điểm tuyệt vời nhất, thời điểm chỉ tuyệt vời nhất khi chúng ta sẵn sàng và có một câu nói rất là hay vậy là khi người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện khi lý do của chúng ta khi lý do để anh chị đạt được mục tiêu khi lý do cho cái giấc mơ của mình cái mục tiêu của chị nó đủ lớn thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc đạt được nó rất là đơn giản đa phần mọi người phải chờ là khi mà có cách làm rồi mới làm đa số mọi người là như vậy phải chờ là có cách làm mới làm phải chờ là có cái hướng đi mới làm phải hiểu phải biết cách làm mới làm nhưng có một sự thật là nếu như bạn còn không muốn làm thì làm sao bạn bạn, bạn tìm được cách làm tất cả mọi người trên cuộc đời này mà khi mà họ thật sự muốn làm gì đó họ mới bắt đầu tìm hiểu họ mới bắt đầu biết được họ mới bắt đầu chịu học và học thì mới làm được còn bây giờ bạn cứ ngồi đó bạn nói là tôi không biết làm nên là tôi không làm luôn nhưng mà chính những cái người như vậy thì mới không thành công còn những người thành công thì sao ạ à? à? những người thành công là tôi muốn làm được điều đó bây giờ tôi chỉ biết làm nhưng tôi muốn làm và khi khao khát muốn thành công nó đủ lớn thì sao thì họ sẽ chịu học hỏi họ chịu phát triển họ chịu tìm tòi họ mới đi tìm kiếm những người đã làm được điều đó họ học từ họ họ làm theo và họ thành công anh chị đồng ý không anh chị hình dung không yes vậy thì cho nên cái điều quan trọng là lý do của anh chị đã đủ lớn chưa cái lý do của anh chị là về lý do để mình giàu có là gì lý do mình thực hiện được giấc mơ của mình là gì mình sẽ làm được gì mình sẽ đi những đâu mình sẽ có cuộc sống như thế nào mình sẽ dành thời gian tiền bạc công sức trí tuệ của mình để tạo ra những cái gì mình sẽ mang lại những cái giá trị gì cho cuộc đời này mình sẽ giúp được cho những ai mình sẽ giúp được cho bao nhiêu con người bao nhiêu gia đình trong 10 năm tiếp theo lý do của anh chị là gì để thực hiện cái giấc mơ và mục tiêu của mình và nếu như chúng ta có lý do đủ lớn thì cái cách làm nó sẽ sẽ có khi bạn sẵn sàng gõ cửa thì cửa sẽ mở khi bạn hỏi thì bạn sẽ có câu trả lời và bạn đi tìm kiếm thì bạn sẽ thấy Nhưng nếu như bạn không Bạn không Có lý do gì cả Nếu như bạn nói rằng là Ồ oh, Mọi chuyện Cứ để tự nhiên nó đến Thì hãy nhìn những con vật khác Những cái loài vật khác Một ngàn năm qua Có chuyện gì xảy ra Với những sinh vật đó không nếu như bạn không có một cái sự thay đổi gì Bạn cũng chẳng sẽ cuộc đời 10 năm tới nó cũng chỉ có vậy Chỉ khác là bạn già hơn thôi và sự khác biệt của con người và con vật Đó là con người có quyền được lựa chọn Con người có quyền được hành động Con người có quyền được quyết định Và thiết lập mục tiêu và theo đuổi cái mục tiêu, cái ước mơ của mình, cái giấc mơ của mình. Con vật nó không làm được điều đó. Con vật không làm được điều đó. Một nghìn năm qua con vật nó cũng chỉ sống theo bản năng như vậy thôi. Nhưng con người có khả năng thay đổi. Con người có khả năng quyết định. Vậy thì hãy chọn, lựa chọn cái sống như một con người thành công, người thành công. Hãy viết ra cái mục tiêu của mình và cái lý do của anh chị là gì anh chị đã có rồi đúng không bao nhiêu số anh chị đã có những cái lý do đủ lớn để thực hiện cái mục tiêu ước mơ của mình và hãy nhớ những lý do này vô cùng quan trọng bởi vì nó sẽ là cái đi theo anh chị suốt cuộc đời mình nó sẽ là những cái mà lý do động lực để đi theo với cuộc, suốt cuộc đời hành trình này bởi vì như huy chia sẻ anh chị là cái hành trình thành công á nó không dễ nha nó không dễ nó sẽ không đơn giản và nó cũng không dễ nó không dễ đó tuy nhiên rằng là gì vậy? cái trở ngại lớn nhất để một con người không đến được thành công của họ đó là chính bản thân họ thôi không có một ai có thể cản anh chị đạt được những điều anh chị muốn không một ai có thể dừng anh chị lại được không có một ai có thể giữ chân anh chị không giúp không cho anh chị đến được cái mục tiêu của mình trừ chính bản thân mình thôi và chỉ khi nào chúng ta thật sự bỏ cuộc thì đó là chính là lúc chúng ta thất bại và trên cái hành trình tiến lên phía trước trên cái hành trình thực hiện giấc mơ của mình sẽ có những lúc anh chị sẽ cảm giác ra không hài lòng sẽ có những lúc mình sẽ cảm thấy là mình muốn bỏ cuộc thì hãy tự hỏi bản thân mình lý do mà tôi bắt đầu là gì? Thì hãy nhìn lại những cái lý do mà anh chị vừa mới viết ra đó. Hãy nhìn lại 10 cái lý do mà anh chị đã viết ra khi anh chị bắt đầu ngày hôm nay. Và nếu như đó là câu đầu tiên ha. Lý do mà tôi bắt đầu là gì? Và câu thứ hai là gì? đó là nếu lúc này tôi bỏ cuộc thì những cái ước mơ của tôi, những cái hoài bão của tôi ai sẽ là người thực hiện đây? Ước mơ của mình, hoài bão của mình, tầm nhìn và sứ mệnh của mình ai sẽ là người thực hiện đây? Đúng không? đó là meaning for you. Cái lý do cho cái mục tiêu của mình. Lý do để đạt được mục tiêu. Giấc mơ của mình. Ok ạ. Rồi, à, tiếp theo là chữ tiếp theo trong cái từ smart goal, đó là chữ a. Chữ a là gì? Chữ a đó là as is now and unachievable. As is now and unachievable có nghĩa là as is now là hãy sống như thể đã có được rồi hãy sống như thể bạn đã thành công rồi hãy sống như thể bạn đã đạt được rồi và unachieve như able đó là bất khả thi và chúng ta sẽ nói về cái phần as is now trước cái phần đầu tiên cái vế đầu tiên trong chữ a này đó là as is now as is now hãy sống như thể là đạt được rồi sống như thể tôi đã có được rồi và cái điều này là một điều rất là tuyệt vời đó là gì ạ hãy sống vào thì hiện tại một cái sai lầm rất nhiều người khi thiết lập mục tiêu đó là họ luôn luôn đặt mục tiêu vào thì tương lai anh chị họ đặt mục tiêu vào thì tương lai nhưng chúng ta phải biết rằng là cả quá khứ lẫn tương lai thì tất cả đều không có thật quá khứ không có thật và tương lai cũng không không có thật thậm chí là một giây trước nó cũng không có thật tất sự thật chỉ là khi hiện tại ngay bây giờ chúng ta đang sống nó mới là thật thôi còn những cái chuyện xảy ra trong quá khứ này hiểu chị? những chuyện này xảy ra trong quá khứ chúng ta có thay đổi được không? chúng ta có làm gì được để thay đổi quá khứ không? vậy thì nó không có thật tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ của cuộc đời anh chị nó chỉ là những cái memories thôi nó chỉ là những cái trí g... cái, cái, cái 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 gọi là memories là những cái mà uh, thông tin những cái dữ liệu yes những cái hoài niệm mình còn nhớ thôi chứ nó đã xảy ra rồi. Nó không có thật ở hiện tại. Chúng ta không làm gì để thay đổi được quá khứ cả. Và tương lai cũng chưa có xảy ra. Tương lai nó cũng chưa xảy ra anh chị. Những chuyện xảy ra trong tương lai chưa xảy ra. Nhưng nó sẽ tương lai sẽ bị tác động bởi hiện tại, không phải bởi quá khứ nha, anh chị nhớ nha. Quá khứ những gì mà bạn làm trong quá khứ thì nó sẽ tạo ra kết quả của bạn ngày hôm nay. Cái việc mà ngày hôm nay bạn đang bị thừa cân, béo phì, ốm đau bệnh tật hay bạn đang giàu có, khỏe mạnh, hạnh phúc, viên mãn, được nhiều người yêu quý, có nhiều quý nhân phù trợ là kết quả của những cái hạt giống, là kết quả của những hành vi, suy nghĩ và thói quen của bạn trong quá khứ. Đó là hiện tại. Vậy thì tương lai thì sao tương lai sẽ thay đổi nếu như hiện tại chúng ta có sự thay đổi những việc mà chúng ta lựa chọn ngày hôm nay những suy nghĩ những hành vi những thói quen những hạt mầm mà anh chị gieo trong ngày hôm nay ngay lúc này ngay bây giờ ngay thời điểm hiện tại thì nó sẽ là nền tảng cho cái thành công hay cái việc không thành công của anh chị trong tương lai và tương lai của chúng ta huy hoàng hay không là do ngay thời điểm hiện tại. Ngay lúc này, ngay bây giờ. Và khi chúng ta thiết lập mục tiêu, anh chị phải hình dung rằng là hãy sống như thể mình đã thành công rồi. As is now, sống như thể mình đã đạt được rồi. Và luôn luôn nói với thì hiện tại luôn luôn ra quyết định với thể hiện tại và hãy sống như thể mình đã thành công rồi. Mình đã đạt được cái mục tiêu của mình rồi. Ok giờ. À, Huy sẽ có một cái ví dụ để chị hiểu rõ hơn ha. Ví dụ như nói về tương lai đi. Nếu như bây giờ có một cái quán ăn và họ ghi rằng là gì? Họ ghi một cái biển trên quán ăn đó là ngày mai bạn sẽ được ăn miễn phí. Ngày mai bạn sẽ được ăn miễn phí. Mình xem thấy, wow, đã quá, vậy ngày mai tới ăn. Ngày hôm sau mình tới, mình vẫn thấy cái bảng đó, là ngày mai sẽ được ăn miễn phí. Vậy thì mình vào, mình có được ăn miễn phí không? Và ngày hôm sau nữa mình quay lại. Ngày hôm sau nữa mình quay lại. Mình vẫn thấy cái bảng đó, cái biển đó là ngày mai được ăn miễn phí. Vậy thì câu hỏi là ngay bây giờ mình đi vào trong cái quán ăn đó, có được ăn miễn phí hay không? ngay bây giờ là quan trọng bây giờ chị comment nè yes bảo nó ba ngày rồi ngày nào cũng phải trả tiền rồi nhưng mà lúc này nó cũng ghi là ngày mai đang miễn phí hết và ngày hôm sau mình tới vẫn có cái bạn đó thì cho mình gì là ngay thời điểm đó mình đi vào cái quán ăn đó mình có được ăn miễn phí không vậy thì cái ngày mai đó có bao giờ đến không cái ngày mai đó có bao giờ lớn đến không liệu rằng cái ngày mà bạn được ăn miễn phí của cái quán đó có bao giờ đỡ không dễ ăn của ngoại ghê ha đúng không đâu dễ ăn vậy đúng không đâu dễ ăn vậy được yes đó thì chúng ta phải hiểu rằng là nó cũng giống như trong cái cuộc sống của chúng ta nếu anh chị thiết lập cái mục tiêu với cái thì tương lai á thì khả năng cao là tiềm thức của chúng ta à, trong những ngày sắp tới huy sẽ chia sẻ kỹ hơn về tiềm thức ha cái này huy nói trước một tí à, trong những ngày tới Huy sẽ chia sẻ kỹ hơn cho những anh chị nào mình 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 chưa biết ha. Thì tiềm thức của chúng ta sẽ tự mặc định hiểu là à cái đó là của tương lai, bây giờ chưa có. Nếu chúng ta đặt mục tiêu theo thì tương lai nha. Thì tiềm thức của chúng ta sẽ hiểu là cái đó là trong tương lai mới có. Còn bây giờ chưa có. Vậy thì nó có giống như cái câu chuyện lúc nãy không? Vậy thì ngày mai thức dậy thì cũng là thời điểm hiện tại thôi và nó sẽ cứ mãi mãi cách nhau có một ngày thôi nhưng gần như không bao giờ đạt được không bao giờ đạt được cái điều đó bởi vì tiềm thức của chúng ta vũ trụ cũng hiểu rằng là ô oh, đó là tương lai tương lai bạn mới cần hiện tại chưa cần chưa trò giống như anh, thử, anh chị thử hỏi người thân của mình hỏi bạn bè của mình hay là hồi hồi nhỏ mình hay mình mượn tiền bạn bè hay là mình mình hỏi uh, uh, xin tiền ba mẹ đi, Ờ uh, ba mẹ ơi uh, ba mẹ cho con năm trăm ngàn nha đúng không? Uh, OK con OK rồi thích đâu, thật, thích. thích rồi vậy thôi, nhưng có đưa không? Không. Tại vì sao? Ủa đâu có nói khi nào con cần đâu hay là em ơi cuối năm, em ơi cuối năm nhớ trả nợ anh nha ok em trả anh yên tâm rồi không thấy chuyện luôn không thấy chuyện luôn ủa trả nợ em ơi ừ anh trả em trả yên tâm rồi cũng chưa chuyện luôn ủa phải nói khi nào chuyện chứ bạn phải yêu cầu thì mới có còn không là ừ rồi 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 rồi, sẽ làm rồi sẽ làm anh chị hiểu được bài học này không? Yes. Và vũ trụ cũng sẽ nhìn thấy như vậy Vũ trụ cũng sẽ nhìn như vậy Và tiềm thức cũng ta cũng sẽ nhìn như vậy Nếu như anh chị đặt mục tiêu theo thì tương lai Thì vũ trụ sẽ thấy rằng là À tương lai mới cần, bây giờ chưa cần Và thì tương lai mới có Nhưng mà cái ngày hôm sau Khi anh chị thức dậy rồi Thì lúc đó là tương lai hay hiện tại Là hiện tại và 10 năm sau khi mà cái ngày mà ngày này 10 năm sau anh chị thức dậy thì đó là tương lai ngày của tương lai hay ngày của hiện tại lúc thời điểm đó đó vẫn là hiện tại nó luôn luôn là hiện tại chúng ta chỉ cho nên huy mới nói là hiện tại mới có mới là thật thôi quá khứ và tương lai không có thật thật là ngay bây giờ hiện tại là ngay bây giờ là thật thôi còn tương lai hay quá khứ tất cả những cái đó là nó không có xảy ra cái ngày mai của chúng ta thì khi chỉ khi nào chúng ta thức dậy ngày ngày hôm sau nó là hiện tại thì nó là hiện tại đúng luôn, luôn là hiện tại chúng ta luôn luôn sống trong hiện tại chúng ta không sống trong tương lai và chúng ta cũng không sống trong quá khứ chúng ta chỉ sống ở được ở hiện tại thôi được không ạ vậy thì khi thiết lập mục tiêu thì hãy thiết lập theo thì hiện tại là ngay bây giờ ngay lúc này ví dụ mục tiêu của anh chị là ví dụ là mục tiêu tháng này của anh chị là lợi nhuận là 2 tỷ 2 tỷ thì ghi rằng là dạ, ngay lúc này ngay bây giờ tôi có lợi nhuận 2 tỷ hoặc là tôi có 100.000 đô la Mỹ hay đô la Úc hay là đô la nước nào đó tôi, tôi có lợi nhuận 2 tỷ ngay bây giờ ngay bây giờ tôi đang sở hữu 2 tỷ tôi đang có lợi nhuận 2 tỷ ngay bây giờ chứ không phải là tôi sẽ có tôi muốn có tôi sắp có tôi cam kết có tôi nhất định có tôi quyết tâm có tôi cố gắng làm việc để có quyết tâm là có chưa cố gắng là có chưa nhất định là có chưa cam kết là có chưa chưa sẽ là có chưa muốn là có chưa chưa đó là hết tôi có tôi là tôi được ok chưa ví dụ tôi có cái gì tôi có cái gì muốn cái gì thì ghi đó ghi vào tôi là tôi là ai tôi là cái gì tôi là giám đốc tôi là chủ tịch tôi là phó tổng tôi là nhà sáng lập tôi là quản lý tôi là thương nhân tôi là lãnh đạo tôi là gì gì đó định vị luôn tôi là luôn tôi được tôi được cái gì tôi được cái gì tôi được cái gì, tôi được, cái gì? Tôi được tuyên dương tôi được công nhận tôi được yêu thương tôi được chăm sóc, tôi được tha thứ, tôi được hưởng những cái quyền lợi tuyệt vời, tôi được sống trong một cái ngôi nhà như thế nào đó, tôi được đi du lịch ở nước nào đó, tôi là tôi có tôi được và thì hiện tại hết, không phải thì tương lai, ok anh chị, yes, tất cả đều là thì hiện tại và is now nó còn một cái nghĩa này nữa, đó là ngoài trừ khi anh chị viết ra cái mục tiêu của mình là mình đặt ở thì hiện tại thì chúng ta còn phải sống như thế là mình đã đạt được rồi sống như thế là mình đã được đạt được rồi là như thế nào có nghĩa là sao có nghĩa là ví dụ như một cái câu chuyện như thế nào ví dụ một cái câu chuyện này giả sử hiện tại anh chị đang là một uh, CEO của một cái tập đoàn của mình đi anh chị đang là chủ doanh nghiệp của cái tập đoàn của mình và anh chị có hai cái uh, lựa chọn để có thể là lựa chọn một cái người để lên làm giám đốc vị trí giám đốc giám đốc kinh doanh ha và có hai ứng cử viên anh chị thấy rằng là họ có thâm niên rất là tốt họ có cái trình độ họ có bằng cấp rất là tuyệt vời họ đạt được cái tiêu chuẩn nhưng mà chỉ có một cái ghế là giám đốc kinh doanh thôi và anh chị phải chọn một trong hai người này ok chưa và hai người này là không có ai thuộc dạng cocc hết nha hai người này là thuộc dạng là à bình thường ấy nha, đó thực là 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 bình thường ấy nha, không có chơi. À, chơi, chơi 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 chiêu ha, chơi chơi chiêu đặc biệt. yes. thì thì chung bây giờ trong cái trường hợp đó thì sao? Vậy à, thì cái người thứ nhất, thì anh ta là anh ta có một cái chung và anh anh à, anh chị và lúc này thì anh chị mới quan sát cái cách làm việc của hai người này. Cái người thứ nhất thì anh ta nói rằng là lúc này tôi chưa phải là giám đốc, tôi vẫn chỉ mới là nhân viên thôi cho nên là tôi cứ sống như là thói quen của một nhân viên chừng nào tôi làm giám đốc rồi thì tôi mới sống như một giám đốc và anh ta cứ đi trễ, về sớm anh ta làm cái việc của mình anh ta không có anh chị anh ta làm xong việc của mình thì anh ta chơi anh ta không có làm gì hết anh ta à, có thể là lên youtube anh ta có thể là lướt facebook anh ta có thể là à, đi cà phê gì đó anh ta không có dành thời gian ra anh ta làm việc tiếp à, anh ta vẫn làm tốt cái công việc của mình nha anh ta vẫn làm tốt cái công việc của mình nhưng mà vẫn cái thái độ và cách làm việc như một cái người nhân viên. Những cái người thứ hai thì sao? Người thứ hai hiện tại, người thứ hai nha anh chị, người số 2. Thì cái người này vẫn đang là nhân viên thôi. Nhưng mà anh ta lại sống như thể anh ta là một cái giám đốc kinh doanh. Anh ta đi sớm về muộn, anh ta ăn mặc một cách lịch sự. Một anh ta không có mặc cái kiểu mà xòe xòa nữa, anh ta ăn mặc như là một cái vị giám đốc vậy đó. Rất là lịch thiệp, rất là nhã nhặn, rất là phong cách, rất là chuyên nghiệp. Anh ta đi sớm về trễ, anh ta làm việc một cách hiệu quả, chăm chỉ cũng như cái người thứ nhất. Nhưng mà sau khi anh ta làm việc xong thì sao ạ? À? Anh ta dành thời gian ra, anh ta lại hỏi han những cái người đồng nghiệp của mình, anh ta giúp những cái người cộng sự của mình, đồng nghiệp của mình giải quyết cái việc của họ. Và vậy thì khi anh chị là một cái người chủ doanh nghiệp, anh chị chọn một người để lên làm vị trí giám đốc thì anh chị sẽ chọn người thứ nhất hay người thứ hai? anh chị sẽ chọn ai trong hai người này đương nhiên không ai sẽ, sẽ, sẽ hết yes ok dạ. vị trí giám đốc điều hành công ty doanh nghiệp của điều hành công ty doanh nghiệp của anh chị chắc chắn là người thứ hai yes và cuộc đời cũng như vậy đó cơ hội chỉ đến với những ai đang thật sự sống với giấc mơ của họ đó là một cơ hội để thăng tiến đó là một cái cơ hội về tài chính đó là một cái cơ hội để thành công và hãy sống như thể mình đã đạt được rồi có nghĩa là sao nếu anh chị muốn đặt mục tiêu mục tiêu của anh chị là một người giàu có thì một thương nhân kinh tế một triệu phú đô la thì hãy sống như một triệu phú đô la hãy làm việc như một triệu phú đô la và một người một người thành công về tài chính họ làm gì Họ thà dành một ngày 18 tiếng làm việc chăm chỉ để xây dựng giấc mơ của họ, còn hơn là một ngày làm một làm 8 tiếng để xây dựng giấc mơ cho người khác. Đi thẳng đại ha. Một người thành công 1 triệu phú đô la là gì? 1 triệu phú hay tỷ phú đô la là gì? Họ tha một ngày làm việc 18 tiếng để xây dựng giấc mơ của họ còn hơn là dành 8 tiếng để xây dựng giấc mơ cho người khác. Đó là người thành công. Đó là người giàu. Ok chưa? Dạ. Thói quen đó, hãy sống như thế là là, là, là là triệu phú đi. Bạn sẽ là triệu phú. Hãy sống như thế, bạn là tỷ phú, bạn sẽ là tỷ phú. Và muốn trở thành, muốn sống như triệu phú hay tỷ phú thì chúng ta phải biết rằng là họ có suy nghĩ gì. Bởi vì chúng ta đều đã học cái bài học rồi. Suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc. Cảm xúc thì tạo ra hành động. Và hành động thì tạo ra kết quả. Vậy thì nếu như chúng ta muốn thay đổi kết quả thì chúng ta phải thay đổi hành động. Chúng ta phải thay đổi được thói quen. Nhưng mà thay đổi được như thế nào? Đây? Làm sao để có thể làm việc thành công? Làm sao để làm việc hiệu quả và làm việc khôn ngoan và chiến thắng đây? Tại vì rất nhiều người làm việc chăm chỉ nhưng tại sao vẫn chưa giàu? Nhưng tại sao có những người làm việc nhanh nhã thảnh thơi lại có rất là nhiều tiền? nó đến từ suy nghĩ nó đến từ tư duy nó đến từ cái trí tuệ vậy thì cái điều quan trọng mà để có thể sống như thể mình đạt được rồi thì hãy bắt chước và học theo tư duy của những người đang giàu có anh chị ha hãy sống như thể mình giàu có có nghĩa là mình hãy sống với cái tư duy á Ad is now là hãy sống như cái tư duy của người giàu Mà muốn có thể biết được thì chúng ta phải học Là những người giàu, những triệu phú, những tỷ phú Họ đang có suy nghĩ gì? Họ đang có suy nghĩ gì? Họ có tư duy gì? Họ có những thói quen gì? Hãy sống như những triệu phú Và khi mà Huy nói cái này á Thì nhiều anh chị là không hiểu Và đặc biệt là những bạn trẻ Hiểu nhầm á hiểu chẳng là sao à hãy sống như hãy mô đồ linh người thành công và giàu có hãy sống như người thành công và giàu có thấy là gì à những người giàu họ làm gì họ ăn mặc đẹp họ đi du lịch vòng quanh thế giới họ mua điện thoại xịn họ đi xe xịn họ mua nhà xịn họ họ đến những nơi sang trọng bắt trước luôn bắt trước cái gì bắt trước cái kết quả không có tiền nhưng mà sao phải vay phải vay để làm gì mua sh phải vay để mua mua iphone phải vay làm gì để mua đồ đẹp phải vay để làm gì à gồng lên để thể hiện là tôi giàu tôi tuyệt vời bắt chước bắt chước người thành công mô phỏng người thành công nhưng mà vô tình là những cái anh những cái người đó thì họ chỉ mô phỏng cái kết quả thôi anh chị hình như ạ họ chỉ mô phỏng cái kết quả thôi nhưng cuối cùng là họ có giàu lên không hay là nợ còn nhiều hơn anh chị comment nha nếu như bạn chỉ mô phỏng sống như thể là bạn là triệu phú rồi nhưng mà nhiều anh chị không hiểu nhiều bạn không hiểu và chỉ bắt chước bắt chước cái kết quả thôi. Nhưng vẫn giữ tư duy của một người không giàu có, vẫn cái thói quen không hỗ trợ cho sự thành công. Vẫn tiếp tục làm những cái việc giúp cho mình không thành công mà giàu có thì lý làm gì mà thay đổi được. Đừng bắt chước kết quả. Hãy bắt chước cái tư duy và thói quen của người giàu. Thói quen quản lý tiền, thói quen thiết lập mục tiêu thói quen hành động, thói quen học tập và phát triển, thói quen đọc sách, thói quen ăn uống lành mạnh, thói quen tập thể dục, thói quen giao tiếp, thói quen ra quyết định, thói quen kinh doanh đầu tư, thói quen thay đổi tư duy. Bắt chước mô phỏng người thành công sống như thể mình là một người thành công thì phải sống từ tư duy anh chị, phải từ cái hạt mầm chứ không phải từ kết quả đâu cho nên là nhiều bạn trẻ cứ 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 hiểu nhầm nhiều anh chị à, hay một số anh chị hay một số bạn trẻ hiểu nhầm bắt trước là bắt trước bắt trước người thành công đúng không mô phỏng người thành công đúng không người thành công đi du lịch rồi ráng vay tiền đi du lịch người thành công làm gì mua ô tô rồi ráng vay tiền đi mua ô tô người thành công <laughs> vay vay nhiều cái nó vay không được nó <laughs> vay không được không đâu vay không được nó chỉ bị nợ thôi chỉ bị nghèo đi thôi nó không giống bằng nhau à cái yếu tố cốt lõi chính là tư duy chính là thói quen mà thói quen là hành động mà hành động thì nó cũng đến từ tư duy thôi cho nên là trước khi muốn thay đổi kết quả thì hãy thay đổi từ tư duy hãy sống như thể mình là một người thành công và sống ở đây nè thay đổi từ trong đây nè hãy sống như hiện tại là mình đang có suy nghĩ của một người giàu suy nghĩ của một người của một triệu phú một cuộc tỷ phú của một người thành công và điều đó nó cũng đúng với lại sức khỏe của anh chị bao nhiêu trong số chị ở đây là muốn cải thiện về sức khỏe của mình bao nhiêu trong số chị ở đây là muốn cải thiện vóc dáng của mình bao nhiêu trong số anh chị cảm thấy là rất là không thích cái hiện trạng về cái body của mình mình không thích cái bụng mình to quá mình không thích là cái cơ thể của mình có những lúc nó đau nó nhức nó mỏi nó không thoải mái mình muốn chuyện đó, nó 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 biến mất hay không mình có muốn tiếp tục sống chung với những điều đó hay không à nếu như mình muốn thay đổi điều đó thì mình phải thay đổi từ cái tư duy này mình phải thay đổi từ cái tư duy này từ cái nhận thức nếu như bạn muốn có một cái cơ thể khỏe mạnh thì phải biết bạn phải biết được là những người có cơ thể khỏe mạnh họ có suy nghĩ gì họ có thói quen ăn uống tập thể dục như thế nào họ có thói quen sinh hoạt như thế nào làm y như họ bạn có kết quả như họ anh chị đồng ý huyên mà lý do mà bụng bự là do đâu do thói quen ăn uống do thói quen nghỉ ngơi do thói quen tập thể dục cái lý do mà tại sao mà bạn bị mỏi lưng tại sao bạn bị chóng mặt nhức đầu tại sao bạn bị đau chỗ này đau chỗ khác mà có những người họ còn lớn tuổi hơn bạn họ còn khỏe quý nhìn thấy một cái điều đó đến từ đâu nó đến từ đâu à nó, nó đến từ tư duy nó đến từ thói quen ăn uống nó đến từ thói quen tập luyện nó đến từ thói quen sinh hoạt của anh chị của chúng ta và bây giờ nếu mình muốn có kết quả là cơ thể khỏe mạnh không thì chỉ cần làm gì chỉ cần sống với thói quen của người có cơ thể khỏe mạnh thôi chỉ cần biết là họ nghĩ gì họ có tư duy gì và họ có thói quen gì làm theo như họ là thành công thôi đúng không rất là tuyệt vời luôn không thì thật là rất là tuyệt vời luôn. học từ người thành công làm theo họ thành công luôn ha đó thì về cái tài chính cũng vậy đừng có bắt chước kết quả đừng bắt chước kết quả không theo nổi đâu không có đu theo nổi đâu ok cho anh chị rồi thì đó là về cái uh, is now sống như thể đã được rồi và hãy sống như thể mình đang là người thành công hãy sống như thể mình đã đạt được cái mục tiêu của mình đạt được cái giấc mơ của mình sống như thể mình đã là cái người đó với cái tư duy đó với cái tầm nhìn đó với cái hiểu biết đó và với có nghĩa là khi mình chỉ làm việc tại vì nếu như anh chị nghĩ mình là một triệu phú á định vị mình là một triệu phú đô la một doanh nhân thành công thì khi anh chị làm việc với người khác thì cái cách anh chị giao tiếp nó cũng sẽ thay đổi cái cách anh chị ăn mặc nó cũng phải thay đổi cái cách mà chúng ta làm việc nó cũng sẽ thay đổi cái cách chúng ta suy nghĩ cũng thay đổi luôn bởi vì chúng ta đang sống như một người thành công và giàu có rồi đúng không anh chị rồi ok ha và tiếp theo là unachievable chữ a tiếp theo là unachievable unachievable là sao unachievable có nghĩa là những mục tiêu bất khả thi bất khả thi là như thế nào bất khả thi là những mục tiêu mà chúng ta đều biết rằng là nếu như bạn nhắm lên đến mặt trăng có thể bạn sẽ nhắm bắn chúng được những vì sao có nghĩa là sao ạ à? nếu như bây giờ mục tiêu của bạn chỉ là một cuộc sống tâm bình thường thôi cuộc sống của bạn là chỉ bằng sống một cuộc sống bình thường thôi thì bạn không cần phải đặt mục tiêu làm gì cả và mục tiêu là những cái lý do tại sao ước mơ lại gọi là ước mơ bởi vì nó là một cái thứ không dễ đạt được nhưng không dễ không có nghĩa là không đạt được bởi vì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều người, hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người trong suốt những trăm năm, những ngàn năm qua, những cái chuyện bất khả thi đều đã xảy ra. Và cái việc mà tất cái việc bà Huy nói với anh chị là cái việc là ngay cả việc mà những tất cả những anh chị ở đây, Huy tin rằng là hơn 500 anh chị em trong cái khán phòng Zoom này, hoàn toàn dư sức để có thể nằm trong top 5% những người giàu nhất hành tinh. Bạn hoàn toàn dư khả năng để làm điều đó. Nếu như bạn đã thực sự quyết, bạn sẽ có được cách. Khi bạn đã thực sự mong muốn, bạn sẽ làm được. Đó là sự thật. Và hãy đặt những mục tiêu bất khả thi bất khả thi đừng đặt những cái mục tiêu quá bình thường và tầm thường và sau đó cảm thấy thất vọng vì mình chỉ đạt được những cái mục tiêu đó hãy đặt những cái mục tiêu cao hơn những mục tiêu lớn hơn hãy mở cái tầm nhìn ra hãy quyết định thay đổi thay đổi cái mục tiêu của mình bởi vì anh chỉ định vị mình là ai mình sẽ là người đó nếu anh chị định vị mình là người thành công, mình sẽ là người thành công. Nếu anh chị quyết định tôi là người chiến thắng thì anh chị mới làm mình phải từ trong tâm trí của mình trước. Vì nếu như trong tâm trí anh chị đã nói rằng là tôi không làm được thì liệu anh chị có làm được không? Nếu như ngay trong tâm trí anh chị nói rằng là tôi không làm được thì liệu rằng chúng ta có làm được không? Mà từ suy nghĩ nó ảnh hưởng tới kết quả luôn nếu như tâm trong anh chị nói rằng là tôi bỏ cuộc thì ở ngoài làm sao dù có đô con dù có khỏe mạnh dù có bao nhiêu nguồn lực nhưng mà bên trong không quyết thì bên ngoài không làm gì được cả nhưng nếu như ở bên trong tâm trí chị nói rằng là tôi làm được bất kỳ cái điều gì đó thì tôi cũng đều giúp cho tôi thành công hơn bất kỳ cái điều gì đến với cuộc đời tôi cũng đều chỉ giúp cho tôi thành công hơn điều đó khiến cho tôi thành công hơn điều đó đến để tôi thành công hơn và dù là có dễ hay không dễ thì tôi cũng phải thành công và vì của tôi là tiếng là phía trước vì của tôi là tiếng là phía trước và tôi không bao giờ bỏ cuộc tôi phải làm cho bằng được thì cái người mà với cái suy nghĩ đó thì khi mà họ gặp một cái khó khăn nào đó họ gặp một cái vấn đề hay một cái thử thách nào đó thì họ làm gì họ làm gì họ sẽ tìm cách để vượt qua và một khi bạn tìm thì bạn sẽ thấy. Và khi bạn thấy rồi thì bạn đi qua nó dễ dàng. Yes. Ok ha. Cho nên hãy đặt mục tiêu bất khả thi. Bất khả thi là như thế nào? Về tài chính. Tháng vừa rồi thu nhập anh chị bao nhiêu? Tháng này đặt gấp đôi đi. Tháng này đặt gấp đôi đi tháng vừa rồi thu nhập anh chị là bao nhiêu thì tháng này anh chị đặt gấp đôi đi đó là bất khả thi được thì sẽ có nhiều một số anh chị sẽ nghĩ rằng là cái gì cơ bên trong bên trong đó là cái gì cơ không được đâu ừ, thế này thế kia ôi, ôi tháng trước mình làm quá trời quá đó cười đủ thứ rồi mình không làm được bây giờ làm sao mà làm được mà chắc chắn cái niềm tin đó nó sẽ giới hạn mình và huy nói rồi cái người duy nhất cản anh chị lại đến thành công đó là chính mình đó ở vì của chúng ta là chúng ta phải quyết là mình có đi hay không. Phải quyết là mình có đi hay không. Nằm trong top 5% hay vẫn tiếp tục mãi mãi sống trong cái cuộc sống của nhóm 95%. Đó là lựa chọn của anh chị. Được không? Rồi thì đó là về bất khả thi. Tiếp theo là chữ R. Chữ R có nghĩa là responsible. Responsible. Và realistic có nghĩa là trách nhiệm và thực tế. Khi chúng ta đặt chúng ta nói về cái ý nghĩa thực tế trước ha, về chữ R thực tế. Thực tế là sao? Khi chúng ta nói về ý nghĩa về chữ thực tế là là realistic. Là về cái mục tiêu anh chị nó phải thực tế. Bất khả thi là đúng, nhưng phải thực tế. Thực tế là như thế nào? Thực tế là phù hợp với lại các quy luật của tự nhiên. Phải thuận theo các quy luật của tự nhiên anh không thể nào bạn đặt một cái mục tiêu rằng là gì ạ à tôi sẽ một mục tiêu của tôi là tôi sẽ trong vòng 30 ngày tới tôi sẽ hóa thân thành một giọt nước hay trong 30 ngày tối tôi sẽ luyện tập để tôi có thể bay được trên một trời à, nó 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 không thực tế anh chị hình dung không ạ nó phải thực tế lên nó phải đúng nó phải thuận theo quy luật quy luật của tự nhiên quy luật của tự vũ trụ và thực tế ở đây là gì nếu như mà một số anh chị một số bạn trẻ đa phần là mấy bạn trẻ thôi Đặt cái mục tiêu là hiện tại à không có công việc hiện tại không có tri thức không có hiểu biết không có một cái gì hết nhưng đặt mục tiêu là một 30 ngày lợi nhuận về 10 tỷ cái đó là phi thực tế luôn cái đó là bạn đang giỡn chơi với cuộc đời của bạn Và cuộc đời của mình Huy đang nói với anh chị là cái ước mơ của anh chị là Cái mục tiêu của anh chị là Cái tương lai của anh chị nè Anh chị có thật sự serious với nó Anh chị có thật sự nghiêm túc với nó Anh chị giỡn chơi với nó Thì nó sẽ tạo ra kết quả của mình Nếu như mà ngay cả cái cuộc đời của bạn Mà bạn còn đùa giỡn như vậy Thì bạn không bao giờ thành công được Hãy serious hãy nghiêm túc chịu trách nhiệm và nghiêm túc với cuộc đời của mình vậy thì thực tế là gì thực tế là chúng ta phải từ nhìn thấy rằng là a à, có thể mình đặt cái mục tiêu lên thì nó phải thực tế lên ví dụ như thu nhập của mình hiện tại là 50 triệu thì đặt gấp đôi lên là tuyệt vời rồi đặt gấp đôi lên là tuyệt vời rồi hoặc là đặt cao lắm là đặt 10 lần thôi là 500 triệu nhưng mà cái cái, cái câu chuyện 500 triệu thì chắc chắn là 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 là, là thuộc dạng đặc biệt nó không không phải ai cũng làm được cho nên là Huy chia sẻ với anh chị nếu anh chị tháng vừa rồi thu nhập anh chị bao nhiêu thì tháng này anh chị chỉ đặt từ gấp đôi cho tới gấp 5 lần thôi là tuyệt vời nhất đó nó có một cái challenge nó có một cái thử thách nó có một cái gì đó mà mình phải chinh phục được nhưng nó không quá xa vời nó không quá xa vời. Anh chị hình dung ạ. Nó giống như thế này nè. Nó giống như thế này nè anh chị. Nó giống như là bây giờ anh chị có một cái để huy vẽ cho nó 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 dễ dễ hiểu ha. Ví dụ như là đây là những cái mục tiêu của mình. Và nó được chia ra thành từng cái bức thang Ok chưa yeah. Và bây giờ đây là cái mục tiêu của anh chị ha Đây là mục tiêu của mình ở đây À đây là cái mục tiêu của mình ha Rồi Bây giờ bạn ở đây Đúng không Một cái bạn người ở đây Cái, cái người này hơi bị méo tí không sao leo lên là đẹp leo lên tới là đẹp ha đó dễ cho qua vô đó rồi ok chưa thì bây giờ chúng ta thấy rằng là có những cái bậc thang có những cái bậc thang như thế này ở đây là cái mục tiêu đây là mục tiêu dài hạn của anh chị nè đây cái chuyện mà chúng ta gọi là dream nè dream này. giấc mơ nè mục tiêu một năm mục tiêu năm năm mục tiêu 10 năm của anh chị và đây là những mục tiêu mà tháng mục tiêu tháng nè và nếu như mục tiêu tháng nó bạn hoàn bạn có thể đạt được bạn vượt lên từng tháng từng tháng từng tháng bạn có thể đi từng bước từng bước từng bước lên thì sau 6 tháng chúng ta có đạt được mục tiêu không và sau một năm mình có đạt được mục tiêu không như comment ha nhưng mà trong trường hợp á là bây giờ cũng là cái mục tiêu nó giống vậy ha nhưng mà bây giờ mình uh, clear đi mình clear đi ha mình clear all đi ha nhưng mà bây giờ thì bây giờ mình lại là một cái người là vẽ lại cái thằng người này cái đó rồi nhưng bây giờ cái mục tiêu của anh chị nè anh chị cũng là cái mục tiêu của mình nó cũng ở trên đây nó vẫn ở trên đây nó vẫn ở một vị trí cũ luôn nhưng mà bây giờ anh chị lại làm theo một cái hướng là gì anh chị là để một cái cái thang nó quá cao đó cái thang mình vẽ nó cao rồi nè leo ông tới giả sử như vậy giả sử như vậy nha leo tới không leo một tiêu một tháng nè nó quá cao đi bạn leo được không? ok ha bạn leo được không? không cái câu chuyện nó thành công đó, nó đến từ việc rằng là hoàn thành những mục tiêu nhỏ và ngắn hiện thì tích tiểu thành đại bạn bước lên được một bậc thang thì bạn sẽ lên được bậc thang thứ hai bạn lên được nhiều bậc thang thì bạn cũng sẽ lên được tầng một còn nếu như bây giờ cái thang của bạn nó to nó cao quá bạn leo không nổi thì bạn có bao giờ lên được từng cái tầng một đó của bạn không bạn lên được cái tầng ở trên không anh chị hình như vậy đó là chúng ta chia nhỏ và đặt cái mục tiêu nó vừa thôi cho nên là huy mới nói là tháng này anh chị đặt mục tiêu gấp đôi nhấp 3 gấp 5 là được rồi. Thu nhập đó. Để làm gì? Tháng sau tăng gấp đôi nữa đó. Ví dụ như tháng này lợi nhuận anh chị là 50 triệu. Thì anh chị tháng trước anh chị thử nhận 50 triệu thì tháng này anh chị đặt một lợi nhuận là 100 triệu đi. Và khi mà tháng này mình hoàn thành được rồi. Tháng sau mình đặt lên 200, từ 100 lên 200. Và tháng sau mình đặt được 200 rồi thì mình lại tháng sau nữa, tháng thứ 3 mình sẽ đặt là 400. Từ 200 lên 400 tháng thứ tư mình sẽ đặt là từ 400 đến 800 tháng thứ năm mình sẽ từ từ 800 cho tới 1 tỷ rưỡi 1 tỷ 6 và nó cứ tăng lên như vậy thì theo anh chị nó dễ hơn nhiều không nó dễ hơn nhiều là nếu mà bây giờ đang mới có thu nhập là 100 mà đặt một phát lên 1 tỷ đặt một phát lên 2 tỷ thì cái nó với với quá nó với quá và đó là phi thực tế bây giờ có chị hiểu được bài học này không? Yes, đơn giản thôi ha hoặc là cái cả việc giảm cân nữa đúng không? bao nhiêu trong số các bạn ở đây là rất là muốn giảm cân muốn giảm cân nhanh muốn đạt được cái cơ thể đẹp nhanh rất tiếc là làm được nhưng mà sau đó phì lên lại chắc chắn luôn có có cách nhưng sau đó sẽ phì lên lại cho nên không hiệu quả bởi vì thành công là một hành trình chứ không phải đích đến bởi vì anh chị đạt được cái mục tiêu đó rồi anh chị có muốn đạt được những mục tiêu lớn hơn không anh chị đạt được cái một cái kết quả đó rồi thì anh chị có muốn rằng là mình sẽ tốt hơn hay là mình muốn nó bị giảm đi chúng ta sẽ tiếp tục đi lên đúng không cho nên là thành công là một hành trình và hành trình này thì phải đi được và đi được thay vì đặt mục tiêu là một tháng giảm 10 ký thì bây giờ một tháng giảm 2 ký thôi được không được bao nhiêu số gì ở đây là giảm cân mình thấy rằng là cái việc một tháng bằng giảm 2 ký là chuyện dễ dàng làm được yes và nếu mà làm được 2 ký thì 10 ký làm được không? Được. 5 tháng là được. Cuối cùng là kết quả. Yes, nó phải thực tế lên. Thực tế là ok chưa? Yes, đó là cái mà Huy chia sẻ đây. Rồi và tiếp theo là về cái chữ R tiếp theo đó là responsible là trách nhiệm. Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm của chúng ta với mục tiêu của mình. Trong như Huy đã nói trong đầu từ đầu giờ cho tới tới hiện tại sự khác biệt giữa thành công và thất bại là gì? Đó là thất bại không làm những việc mà người thành công làm. Hơn 95% những người đang không thành công và đang không trồng cỏ ở ngoài kia. Họ không chịu trách nhiệm với cái cuộc đời của họ. Họ không chịu trách nhiệm với cái kết quả hiện tại của họ. Họ không chịu trách nhiệm với lại những gì đang xảy ra với họ. Và chúng ta đều biết rằng là nếu như những gì mà chúng ta đã làm trong ngày hôm qua, trong quá khứ Thì nó sẽ tạo ra kết quả cho chúng ta ngày hôm nay Và những gì chúng ta làm trong ngày hôm nay thì nó sẽ là kết quả trong cái tương lai của chúng ta Tương lai của anh chị có huy hoàng, có thành công hay không Thì nó dựa trên những gì chúng ta làm, những việc chúng ta hành động, những suy nghĩ và những cái hạt mầm chúng ta gieo trong ngày hôm nay Thì một cái người chịu trách nhiệm với cuộc đời của họ Họ chịu trách nhiệm với mục tiêu của họ, họ chịu trách nhiệm với lại cái khát vọng, cái sứ mệnh và cái giấc mơ của họ Họ biết rằng là tương lai của tôi nằm trong tay tôi Tương lai của tôi có huy hoàng hay không Tương lai của tôi có giàu có hay không Tương lai của tôi có thành công hay không Tương lai của tôi có tự do tài chính Tự do thời gian Tự do và khỏe mạnh hay không Thì nó đến từ tôi ngày hôm nay Và tôi phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm Chịu trách nhiệm với suy nghĩ Chịu trách nhiệm với lời nói Chịu trách nhiệm với hành động Chịu trách nhiệm với thói quen của tôi Nếu như bạn muốn ngày mai Tương lai của bạn có một cơ thể khỏe mạnh thì làm gì thì ngày hôm nay chịu trách nhiệm với thói quen ăn uống lành mạnh thói quen sinh hoạt lành mạnh cắt những thức ăn thực phẩm không tốt cho sức khỏe và thay vào đó là những cái thực phẩm chứa những cái dinh dưỡng tốt xanh sạch và tốt cho sức khỏe của mình thay đổi những thói quen khiến cho bạn trở nên không có tốt hơn. Không khỏe mạnh, thành những thói quen nó tốt cho sức khỏe của mình. Và về tài chính của mình, hãy thay đổi cái thói quen đó là chịu trách nhiệm đó. Thay đổi cái thói quen về cách quản lý tiền của mình. Tại vì từ những cái việc nhỏ thì nó sẽ tạo ra việc lớn. Từ những thói quen nhỏ thì nó sẽ ảnh hưởng với thói quen và chịu trách nhiệm là một điều vô cùng quan trọng. Trong những ngày tiếp theo Huy sẽ nói kỹ hơn về cái phần này. Điều hôm nay đầu tiên Huy muốn anh chị học được đó là chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình. Mình đã đặt mục tiêu ra thì hãy ra quyết định là dù có chuyện gì xảy ra thì tôi đạt được nó. Dù có ai nói gì, dù có ai làm gì, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng phải hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình. Chịu trách nhiệm với thói quen suy nghĩ, hành động và kết quả của mình mình sẽ đi, mình sẽ hành động, mình sẽ làm, mình sẽ dành thời gian làm việc chăm chỉ, học tập, làm việc hiệu quả để thực hiện cái giấc mơ của mình, biến giấc mơ của mình thành hiện thực, biến mục tiêu của mình thành hiện thực. Bởi vì điều đó khiến cho mình hạnh phúc. Bởi vì điều đó khiến cho mình giàu có, bởi vì điều đó khiến cho mình là một người thành công. Bởi vì điều đó quan trọng với mình. Ok chưa? Yeah. Và chữ cuối cùng đó là chữ T trong smart goal. Đó là time and take action. Take new action. Time là gì? Time là mốc thời gian cụ thể. Nếu anh chị đặt mục tiêu ra mà không có mốc thời gian cụ thể thì nó có bao giờ xảy ra không? Không. Nó chỉ là ý định. Mục tiêu mà không có mốc thời gian cụ thể đó chỉ là ý định thôi bạn phải có cái mục mốc thời gian cụ thể là ngày mấy tháng mấy năm mấy bạn hoàn thành mục tiêu của mình và anh chị viết ra luôn cái mục tiêu của mình về tài chính, sức khỏe, mối quan hệ của mình. Ngày bao nhiêu? Tháng mấy, năm bao nhiêu bạn đạt được cái mục tiêu đó. Lợi nhuận của mình, thu nhập của mình, sức khỏe của mình như thế nào? Viết ra chi tiết rõ ràng mốc thời gian cụ thể bởi vì không có mốc thời gian cụ thể thì sẽ không bao giờ xảy ra được nó không có một cái deadline và vì không có deadline bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được nó không bao giờ hoàn thành được đúng không yes và cuối cùng là take new action take new action là gì phải có những hành động mới nếu anh chị muốn hoàn thành những mục tiêu mới chúng ta phải có những thói quen mới và hành động mới mình không thể cứ 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 hy vọng rằng là mình sẽ có được một cái kết quả mới với những cái hành động cũ, với những thói quen cũ và với những cái suy nghĩ và nguồn lực cũ được. Chúng ta phải có những hành động mới, thói quen mới, cách làm mới, chiến lược mới, quyết định mới và tất cả đều đến từ suy nghĩ mới, tư duy mới, niềm tin mới. Ok rồi Và take new action là hành động mới. Hành động mới là gì? Đức giờ sáng 4 giờ sáng 5 giờ sáng 6 giờ sáng đi ngủ 7 giờ mới dậy phí hết mấy tiếng đồng hồ Dậy xong làm gì đi ăn sáng làm việc hành động mới là gì 4 giờ sáng thức dậy tham vào tham gia vào nhóm học tập ăn mừng thành công biết ơn yêu thương làm cái quy trình làm cái quy trình quy trình của tỷ phú đô la những cái quy trình của tỷ phú đô la các anh chị nào mà tham gia vào nhóm đọc sách buổi sáng thì mình sẽ được làm quy trình đó nó tuyệt vời lắm nó khiến cho chúng ta là thông suốt nó khiến cho chúng ta là khỏe mạnh nó khiến cho chúng ta trang lên năng lượng một ngày mới và chúng ta có được thêm 3 tiếng 4 giờ dậy để có được thêm 3 tiếng trong ngày hôm nay mà trang lên năng lượng luôn và đọc sách ngay sáng sớm tiếp thu những cái tinh hoa của nhân loại tiếp thu những cái tri thức của những người thành công vậy thì có giỏi lên không có mạnh lên không trí tuệ tăng lên không tư duy tăng lên không tư duy tăng lên thì tiền tăng lên trí tuệ trí tuệ tăng lên thì thành công tăng lên tư duy đến đâu thì tiền đến đó đó là hành động mới đó anh chị hành động mới đó hay là bình thường 8 giờ coi tivi coi youtube lướt facebook coi hài, hay là xem tiktok những cái hành động đó có giúp giàu không có giúp khỏe không có giúp mình hạnh phúc không nếu không nghĩ đi nhưng mà hành động mới là gì vào zoom câu lạc bộ tham gia chương trình học tập phát triển tư duy phát triển chi thức hành động mới tư duy tăng lên tiền tăng lên ok dạ hay là gì trước giờ toàn là